Mấy ngày nay trong suốt cái mùa Phật đản, Pháp Hòa rất là bận, đi khắp hết. Rồi hầu như là không có ngày nào, không có tuần lễ nào mình trừ cái trường cái tuần lễ mà ở chùa mình thôi. Còn ngoài ra là phải đi. Rồi khi những trường hợp đó rồi về là biết bao nhiêu việc. Thì khi qua tới đây á thì ngày hôm nay được nghỉ ngơi nguyên một buổi sáng. Rồi được gặp quý thầy. Kỳ này được gặp quý thầy mới, như là hồi sáng quý vị gặp thầy Pháp Trí nè, rồi thầy Pháp Sự nè, thầy Đồng Tâm nè. Pháp Hòa mới chọc thầy trụ trì, Pháp Hòa nói Từ Vân bây giờ lên hương lắm, không Đồng Tâm quản lý muốn gì nữa có Đồng Tâm có quản lý là thôi chùa thầy thầy đi đi, thầy cứ muốn đi đâu thầy cũng yên tâm hết đó. Có hai người này là hai cái tay phải tay trái của lại đồng tâm quản lý, không mấy thầy nói giờ còn kiếm thêm thầy hiệp lực nữa là thì được người tu á, mình người tu với nhau á, mấy ngày nay á, mình ở như vậy nè thì gọi là cộng trú, phải không? Cộng trú thôi mà ở chung à, thí dụ mình có nhà của mình rồi ngày mấy ngày nay mình về chùa mình ở với nhau, chung một chùa với nhau, tuy rằng có chật có lạnh nhưng mà hạnh phúc lắm. Tại vì mình được thầy hướng dẫn tụng kinh nè, ngồi thiền nè, được nghe pháp nè. À, quý thầy thì chịu trách nhiệm á, đãi pháp mình để mình nuôi dưỡng tâm linh. Các cô trong ban trai soạn á, thì chịu trách nhiệm là nấu cơm cho mình để mình nuôi dưỡng thân mình. Mà mỗi một lần mình về chùa là thân tâm đều được nuôi dưỡng. Cho nên mình muốn gì nữa giờ? Hạnh phúc có nghĩa là những cái gì mà nó đang có mặt ở trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Thí dụ như mình đi xúc tuyết, nhưng mình có giày bút để mình mang, mình có bao tay để mình mang là hạnh phúc. Cho nên thưa đại chúng là hạnh phúc không có ở đâu hết mà nó ở ngay trước mặt của chúng ta. Hạnh phúc của một người xuất gia là gì? Là được sống chung với tăng đoàn, được sống chung với những người tu với nhau. Nhiều lúc anh em chỉ cần ngồi nói một hai câu chuyện vui thôi mà nó đầy đủ những cái đạo tình, những cái kỷ niệm. Rồi mai này mình có những cái hoàn cảnh Phật sự mình phải đi, mình không còn được gần gũi, nhưng mà những kỷ niệm nó không có mất, những kỷ niệm nó không mất. Cho nên á, người tu của chúng ta đó, chúng ta cần có những cái điểm để chúng ta tựa vào đó, mà trong đó mình có quy y Tam Bảo đó. Quy y nghĩa là mình trở về, mình nương tựa. Mình phải có cái điểm để mình nương tựa. Nương tựa với Phật Pháp Tăng. Tại sao? Tại vì con người họ đối xử với nhau có thể còn thay đổi. Thương, ghét, rồi giận, rồi hờn, đủ thứ hết. Cho nên là một trong cái nghĩa của chữ Tam Bảo mà tại sao mình phải nương tựa, bởi vì Tam Bảo là bất cải. Bất cải là gì? Là không bao giờ thay đổi. Mình có thương Phật, cúng Phật mỗi ngày, Phật cũng vậy. Giáo pháp Phật cũng chia sẻ cho mình bình đẳng. À, còn bây giờ mình hạnh phúc quá, mình vui quá, mình quên Phật, Phật cũng không có buồn. Còn thế nhân mình thì khác. Lúc người ta cần mình giúp, mà giúp xong rồi á, bẵng đi mấy năm trời, họ quên mình, họ không có phone mình, họ không thăm mình, thế này thế kia là mình cũng hơi hờn rồi. Giận thì có thể không giận à, nhưng mà hờn trách một chút. Còn Phật thì không hờn không trách. Bởi vì sao? Bởi vậy cho nên Phật mới đủ cái khả năng làm cái điểm tựa cho mình. Bởi vì phàm phu chúng sanh là thay đổi theo những cái tình huống, những cái cảm tình, những cái cảm xúc. Nhưng mà đối với Phật thì không à, cho nên á, Phật dạy mình á, có Tam Bảo để mình nương tựa. Rồi bây giờ người tu á, lúc mà thọ giới tỳ kheo xong rồi cũng phải trọn đời này cũng phải nương tựa bốn thứ. Nương tựa gốc cây, chùa viện để làm nơi trú ẩn cho mình. À, nương tựa vào những thực phẩm hiền lành, những cỏ cây hiền lành để nuôi dưỡng mình. Tức là khi mình bệnh mình uống thuốc thiên nhiên à, nhiều hơn là mình phải đi tìm những con này con kia để mình trị bệnh cho mình. Ví dụ vậy. À, rồi nương tựa vào đoàn thể, nương tựa vào y bác. Một người tu mà khi cuộc sống của mình đó, thân thì không còn mặc pháp y nữa, cuộc đời sinh hoạt của mình không còn gần gũi y bát giới luật nữa,
thì bắt đầu mình dần dần mình sao lộ ra những cái tướng thô của một cái người tu. Bởi vì bắt đầu cái chất đời nó bắt đầu nó lan ra. Cho nên người tu khi thọ giới rồi cũng nguyện tứ y của một người xuất gia là nương tựa như vậy. Rồi thí dụ như bây giờ Phật dạy cho mình đó, để giúp cho cái tâm mình bớt trách móc, bớt phiền não khi mình phải gặp những người người ta nói giỏi mà người ta làm chưa hay, thì những trường hợp đó làm sao để mình giải tỏa cái phiền muộn của mình đấy. Thì Phật dạy cho mình câu gì? Dạy cho thôi, y nghĩa bất y ngữ. Nên y theo cái nghĩa người ta muốn nói, còn cái câu nói người ta nhiều khi người ta sống ở địa phương đó, hoặc là người ta không biết cách người ta trình bày, thì mình đừng có bận tâm cái lời nói của người ta, mà hãy nên nương vào cái nghĩa của người ta để mình giải tỏa cái phiền muộn của mình. Cái cốt là mình học được nói người đó. Gọi là gì? Y pháp bất y nhân, rồi y nghĩa bất y ngữ, gọi là tứ y đó. Ở đây mà nói là cho nên người tu của mình ai cũng có một cái chỗ để mình sở y, tức là có cái chỗ để mình nương vào. Để làm chi? Để mình làm vững cái nền tảng tu của mình. Người Phật tử mà không nương tựa Tam Bảo ra sao tu? Bây giờ Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Ví dụ như bây giờ quý vị mà có người thân mất, lên chùa tìm thầy, thầy nói được rồi, để mọi việc thầy sắp xếp cho, yên tâm không? Yên tâm lắm. Không dám nói từ là trăm sự nhờ thầy. Nhưng mà mình yên tâm là khi người thân mình mất, mình lên chùa có thầy ở nhà là mình yên rồi. Bây giờ một cái khóa tu tổ chức như thế này nè, mặc dù có quý thầy hướng dẫn cho mình, nhưng mà nếu thầy trụ trì có mặt ở đây thì mình vững không? Vững lắm. Tại vì mình biết là mọi việc gì là có thầy trụ trì giải quyết. Không có nữa thì có chư tăng. Nhưng mà nói chung là mình làm việc gì, mình biết phía sau mình có một người mà người ta có đủ cái năng lực để cho mình nương tựa, để hướng dẫn cho mình yên lắm. Cũng giống như Pháp Hòa bên Canada vậy. Mặc dù bây giờ tất cả mọi việc trên dưới trong ngoài là Pháp Hòa giải quyết sắp xếp hết, nhưng mà nếu không có thầy viện chủ thì mình cũng chưa đủ cái niềm tin để mình làm việc. Có một người lớn phía sau mình thì tự nhiên mình vẫn an lòng hơn là việc gì có người lớn chống cho mình. Quý vị hiểu ý như vậy. Cho nên người Phật tử cái bước đầu tiên mình đi vào là mình nương tựa Tam Bảo, Phật Pháp Tăng. Nương tựa vào Phật, bởi vì mình biết rằng những gì mà Phật đã tu, đã thành tựu thì nhất định không sai lệch. Vậy thì Phật là bậc xứng đáng để chúng ta nhận Phật làm thầy. Và lời dạy của Phật thì chúng ta gọi là chánh pháp. Pháp là con đường, mà con đường này là con đường chân chánh, dẫn chúng ta đi đến cái chỗ an lạc giải thoát. Cho nên á, tại sao cái thời chánh pháp mà người ta dễ thành tựu? Bởi vì có Phật kế đó. Và người ta luôn luôn lấy chánh pháp để người ta làm cái chỗ giải quyết mọi cái phiền não của người ta. Cho nên người ta không có buồn giận nhiều, tu nó tiến. Còn mình bây giờ thì sao? Cái thời của mình là thời, cái định nghĩa của chữ mạt pháp là gì? Là thiền định kiên cố. Định nghĩa của chữ mạt pháp là gì? Là đấu tranh kiên cố. Giờ mình đấu tranh nhiều hơn là mình tu. Nội cái chuyện đấu giáo lý, đấu khẩu mà, không? Đủ thứ đấu tranh hết. Cho nên rồi mình học Phật thì cũng có, tu thì cũng có, nhưng mà ở trong đó nó lồng cái đấu tranh, cho nên khó thành. Nếu mà mình muốn biết cái gì chính xác không, lấy kinh luật ra thì giải quyết hết. Đừng có thêm cái tư kiến của mình, đừng có thêm những cái ý thức của mình. Tại ý thức là có phân biệt, có thiên vị. Còn nếu mình lấy Phật Pháp mình xác định thì, cho nên thường mình nói chuyện Phật Pháp nương vào lời Phật dạy là bảo đảm nhất. Nương lời Phật, nương lời Tổ. Mặc dù mình biết rằng có những lúc mình phải tự mình nỗ lực mình đi, nhưng mà muốn nỗ lực đi thì cũng phải có bản đồ chứ. Đành rằng mình tự lái xe, nhưng mà mình phải có cái bản đồ trong tay. Giống như bây giờ mà mình trên, ai mà có cái data internet rồi download trong cái phone của mình cái Google Map nữa, đi đâu cũng không sợ. Tại sao? Có bản đồ đây rồi, ta không còn lo sợ. Mình đi, cho nên Phật tử cũng vậy. Nếu chúng ta nắm vững giáo pháp thì chúng ta không có lui sụp.
lui sụt tiếng Hán gọi là thối lui, à gì bất thối 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 chuyển, tức là mình di dời rồi mình lui lại. Còn người tu mình là bất thối, là mình đi lên chứ mình không có lùi sụt. Ở trong kinh Hoa Nghiêm á, có nói tới những cái chỗ nương tựa của mình. Và hôm nay trong hy vọng rằng chúng ta học hai buổi thì chúng ta có thể học được 10 cái nương tựa này mà trong kinh có nhắc tới. Tiếng Hán gọi là sở y. Sở y là cái chỗ nương tựa của mình, cái chỗ để mình dựa nương bám vào đó để giúp cho mình thăng tiến trên đường tu. Bởi vì sao? Tâm của mình là tâm vững chắc chưa? Kiên cố chưa? Chưa. Mình chưa phải là tâm vững chắc, tâm kiên cố. Mình là cái tâm dễ bị dời đổi. Mình đang tin vào một vị thầy đó, mà chỉ cần người ta nói một hai câu mà không lành về vị đó, có bắt đầu sao? Tâm mình cũng bắt đầu di chuyển. Mình đang nương vào cái ngôi chùa đó để mình tu đó, mà nghe người ta nói không hay về cái ngôi đạo tràng đó, cái tự nhiên tâm mình cũng bắt đầu gọi là gì? Biến chuyển, phải không? Di động. Cho nên á, nguy. Bây giờ mình muốn giữ cho cái tâm của mình thì Phật nói là mình phải nương vào một trong những cái 10 cái này, hoặc là nương 10 hoặc là một phần, để chúng ta thăng tiến trên đường tu. Có một cái em đó, em đi vô trong nhà thờ em xưng tội. Thì quý vị biết vô cái phòng nhỏ đó rồi xưng tội. Vị linh mục mới hỏi con dựa vào đâu mà con xin tội. Em trả lời dạ con dựa vào ghế mà xin tội. Rất là thành thật. Tưởng đâu là dựa vào tội gì mà con xin tội. Nó nghe rất là đơn thuần. Con dựa vào ghế mà con xin tội. Bây giờ á, cái điều đầu tiên Phật dạy mình á, phải nương vào cái gì? Những Phật này, các Phật tử, Phật tử đây là nói chung nha, người xuất gia cũng là Phật tử, người tại gia cũng là Phật tử, chứ không phải chỉ dành riêng cho các vị cư sĩ. Thật sự ra cái chữ Phật tử nó không dành riêng cho các vị. Chữ Phật tử là danh từ chung, ai là đệ tử Phật đều là Phật tử, như Phật tử xuất gia và Phật tử tại gia. Bây giờ người nào cũng vậy hết. Ở đây là nói cái từ Phật học chuyên môn, nhưng mà thật ra nếu chúng ta suy luận, chúng ta áp dụng trong cuộc sống mình vẫn được như thường. Thứ nhất là mình phải nương tựa vào cái tâm bồ đề của mình. Thưa đại chúng, là trong kinh nói nương vào tâm bồ đề vì đó là thứ ta chẳng bao giờ quên mất. Bây giờ bồ đề là gì? Nói đơn giản, bồ đề nghĩa là cái tâm giác ngộ, cái tâm tỉnh thức ngay cái giây phút đầu. Ví dụ hồi nào giờ mình không bao giờ tin Phật Pháp, không có bao giờ nghĩ tới cái điều thiện lành gì hết. Tự nhiên một ngày đó mình khởi phát cái tâm thiện lành, bắt đầu đi chùa. Mà lúc phát tâm đi chùa đó, tâm danh có xen vô không? Tâm lợi có xen vô? Không có cái tâm gì xen vô. Chỉ đó, bây giờ tôi cảm thấy tôi cảm mến Phật Pháp, tôi muốn đi. Đó. Cái giây phút, cái tâm mà ngay cái giây phút đầu đó đó, Phật giáo gọi là sơ tâm. Sơ tâm là cái tâm ban đầu. Giống như là ai trong chúng ta cũng có mối tình đầu vậy đó. Thì quý hòa thượng hay nói một cái ví dụ như là những người nào mà sau này có bao nhiêu mối tình không biết, nhưng mà thường thường cái mối tình đầu họ khó quên lắm, phải không? Thì cái sơ tâm của mình cũng phải giống vậy, tức là mình sau này á, cái tâm mình bắt đầu chuyện này chuyện khác nó xen vào, nhưng mà nhớ là giữ cái tâm thuở ban đầu. Ví dụ như những lúc mà mình bị phiền não nó chi phối, cái mình hỏi mình cái ngày đầu tiên mình đi vô chùa mục đích để làm gì? Đâu có phải để giành cái chức này, đâu phải để tranh cái địa vị kia. Mình đi chùa là mình muốn phát tâm mình tu mà, chữ đầu tiên trong miệng mình mở ra là tu mà, thì tại sao bây giờ mình lại những cái khác nó xen vô? Cũng giống như quý vị đi chùa nói với người thân á, cuối tuần này tôi lên chùa tôi ở 3 ngày nha. Cái người thân mới hỏi đi lên chùa làm gì? Tôi đi chùa tôi tu. Rồi mà vô chùa tu,
bị người ta dành cái chỗ ngủ cái buồn, bị người ta lấy lộn cái áo tràng cái hờn. Tôi dành cái chỗ đó ngồi để tôi nhìn mặt ông thầy cho nó rõ rồi cái bà kia bà dời cái ghế của tôi. Thì những cái đó mà nó xen vô á, thì mình mới hỏi mình, ủa vậy chứ cái lúc đầu mình đi chùa mình nói với người thân là mình đi đâu? Đi tu. Chứ mình đâu có nói tôi vô tôi dành cái chỗ ngồi. Mình đâu có nói tôi dành cái chỗ nằm. Đó, rồi thí dụ người ta thấy mình khả năng hay quá, cái người ta mới mời mình làm trưởng ban gì đó. Cái thì bắt đầu cái chữ trưởng ban đó nó đánh văng cái chữ tu mất tiêu. Cho nên khi nào mà mình khởi cái phiền não gì thì mình phải lập tức nương vào liền, nương vào cái tâm ban đầu mình khởi phát đó, để nó làm gì? Để nó lắng dịu cái tâm kia lên, để mình vững mình đi tiếp. Ví dụ các thầy tu vậy, có chắc rằng quý thầy chưa bao giờ khởi cái tâm động niệm không? Đâu có đâu, phàm phu mà. Nhiều khi giận huynh đệ nói cho tôi nghỉ tu, tôi không tu với cái ông này nữa. Nhưng mà cái giây phút đó là giây phút của phàm phu, giây phút của mê lầm. Nhưng mà tỉnh giác lại rồi, nhớ lại rồi, đi tu vì cái gì? Lúc mình đi tu mình nói hay quá mà, phải không? Hủy hình, bỏ đi cái hình ảnh đẹp để mà giữ đi cái khí tiết của người tu. Cắt cái đẹp trần thế để mà nhận cái vui, cái đẹp của người tu. Thì những cái lúc khi nào mà như vậy đó, nó nhắc nhở lại mình, cái nó nuôi dưỡng lại. Cho nên thường thường người ta hay nói là nuôi dưỡng tâm bồ đề. Bây giờ trong cuộc sống mà vợ chồng cũng vậy, cái giây phút mình nhận người đó làm vợ, giây phút mình nhận người đó làm chồng, thì vì cái gì? Nhờ như vậy đó, cho nên người kia có buồn phiền cỡ nào đi nữa. Trong bữa hôm đi ra ngoài phi trường đây, trên đường đi ra đây, thì có một cô buồn chồng quá, già rồi, 70 tuổi hết rồi mà buồn quá. Ngồi kể một lô xong, cái cuối cùng nói, hồi xưa ông không có dạy thầy, mà giờ sao ông đủ thứ hết, buồn dữ lắm. Hồi đó đó, lúc mà ông theo con đó, là trời ơi, con chưa kịp nói là ông đã hiểu ý con muốn rồi, ông làm hết rồi. Bây giờ con bệnh, con nằm đó, ông không hề hỏi con tiếng, thầy có tức không? Nói xong xuôi hết mọi thứ rồi, cuối cùng chỉ nói một câu thôi, thôi nhưng mà con nghĩ tới nghĩ lui rồi, bây giờ già rồi, mình làm cho lớn chuyện cũng được gì, thôi nghĩ tới những cái ngày giây phút mà còn trẻ đó, để mà ráng sống cho vui, sống cho đến hết. Mà con còn đang lo đây nè, ổng không biết lo cho con, ổng biết rồi hồi con chết ai lo ổng. Quý vị thấy không, tâm bồ đề lớn lắm. Cái thở ban đầu lưu luyến ấy, ngàn năm đâu dễ mấy ai quên. Thì Pháp Hòa nói là mình học Phật á, khi mình nghe được một cái bài Phật Pháp á, một là nhắc nhở mình trong đường tu, nhưng chúng ta có thể ứng dụng trong cuộc sống thường đời của mình. Thật sự ra người Việt của mình á, không có giống người Mỹ. Người Mỹ là không hợp là cứ chia tay, nhưng mà người mình thì khác. Lúc nào cũng nghĩ tới, chút xíu Phật nói tiếp, lúc nào mình cũng nghĩ tới con, tới gia đình, tới người thân, đủ thứ những cái để mình nghĩ tới rồi cái sao nó êm mình xuống, phải không? Cho nên trong chú Đại Bi có một câu tác bà, nhớ không? Nhớ câu chú Đại Bi có một câu tác bà không? Thiên thủ thiên nhãn vô ngại Đại Bi tâm đà ni nam mô ác ra ác na ra dạ gia gì đó. Thì trong đó có một câu tác bà nghĩa là gì? Tác bà nghĩa là gì? Đừng có vì cái việc nhỏ, hãy vì cái việc lớn. Vậy thì nguyên cái bài chú Đại Bi á, nó không phải thuần tí là những cái câu chân ngôn mật ngữ mà chúng ta chỉ đọc mà không hiểu. Nếu dịch cái những cái bài như dịch cái bài chú Đại Bi ra đó, thì chú Đại Bi là một pháp tu đầy đủ những cái công hạnh ở trong đó, chứ không phải chỉ là những câu mật ngữ mà chúng ta chỉ đọc mà không hiểu. Thì trong đó có một câu tác bà,
Tát Bà là nghĩa là mình bất cứ việc gì xảy ra thì nhớ là vì việc lớn chứ không vì việc nhỏ. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ như ngày mai mốt đây đại lễ Phật Đản nè, mình lãnh một cái trách nhiệm là điều khiển cái chương trình gì đó, cái mình giận cái người kia, thôi bây giờ tôi bỏ tôi đi về tôi không làm nữa. Lúc đó có một người dỗ dàng: Tát Bà, Tát Bà, đừng có vì cái việc nhỏ, chị đi về rồi. Đầu tiên chị vô chị phụ công quả là vì ai? Đâu phải vì cái chị này, đâu phải vì việc này, chỉ vì Tam Bảo mà. Thì vì Tam Bảo thì đi hết. Đó, cho nên mình tu á, Pháp Hòa là thưa rằng mình làm việc gì nó cũng có cái chỗ để mà nó làm cái nền tảng hết. Thí dụ muốn cất nhà thì lấy mặt đất này làm nền. Không có mặt đất thì làm sao xây được cái căn nhà? Thì cái nền móng, cái mặt đất này giống như tâm Bồ Đề vậy. Và phải có cái phải có, mình luôn trong chúng ta đây ai cũng có cái giây phút mà mình khởi tâm đi tu hết á. Chứ không có ai mà đi tìm về chùa vì bất cứ một cái danh lợi gì. Mình làm việc từ thiện cũng vậy. Làm từ thiện cũng vậy nha. Đừng có nghĩ làm việc từ thiện là ai cũng khen. Làm việc từ thiện đôi khi cũng dễ bị người ta dễ bị người ta nói mình lắm đó. Thứ nhất là không biết có thiệt không, mình làm mình có ăn trận ăn bớt gì trong đó không, đủ thứ hết chứ đâu phải bình thường đâu. Nhưng mà mình nhớ khi mà mình khởi cái tâm mình cúng hay mình bố thí hay mình làm lành gì đó, thì có người sẽ nói: sao chị tin người ta tệ dễ vậy, chị đưa vậy biết tiền nó có tới không? Thì quý vị chỉ nói tôi không biết nó tới không, mà tâm tôi đã tới chỗ đó rồi đó. Khi mà cái tôi nghe chỗ đó lụt mà cháy rừng thiên tai, tôi biết cái chỗ đó như vậy, lòng tôi hướng về họ, tôi gửi tiền, tôi donate, tôi ủng hộ. Còn chuyện nó có tới không tôi không biết, mà tâm tôi tới rồi. Mà tâm tôi tới rồi là đã có mặt rồi. Cho nên nương vào cái đó. Mà không ai trong chúng ta mà không có những cái giây phút mà trong sáng đó đối với cái sự trở về Phật Pháp với mình. Không có người nào mà nói có một vị thầy nào mà đi lúc mà cạo đầu đi tu, mà hỏi đi tu làm gì, mai mốt tại con thấy cái chùa này bự quá con muốn làm trụ trì. Không có ai đi tu vì trụ trì cả. Đó. Cho nên mình nếu như mà mai mốt mà phiền não vì cái chức đó thì tự nhiên nhắc mình: ủa cái ngày đầu mình đi tu vì cái tâm gì? Thôi thì ai muốn trước thì tôi sẽ sau, ai muốn một thì tôi hai, vậy thôi. Đó, điều thứ nhất là mình nương tựa vào cái tâm Bồ Đề, vì nó là nền tảng, cũng là nội dung của mọi sự tiến hóa tâm linh. Tu hành chính là tu cái tâm Bồ Đề. Rồi điều thứ hai là gì? Nương vào thiện tri thức, vì ta sẽ hòa hợp như một với Ngài. Thiện tri thức, Pháp Hòa hay định nghĩa chữ tri thức rồi đó. Tri là biết mình, thức là hiểu mình. Cái người mà biết mình, mà hiểu mình, mà hướng dẫn cho mình thăng tiến, vì người ta quá hiểu mình cho nên người ta thấy được những cái tật của mình, mà người ta biết uyển chuyển, người ta chuyển mình hướng thượng, người đó gọi là gì? Thức. Cái gì tri thức? Thiện tri thức. Nhưng mà ngược lại cũng sẽ có những người biết mình, hiểu mình, và chính hiểu mình quá cho nên lèo lái mình đi vào cái con đường sai lệch khổ đau, thì có cái gì tri thức? Ác tri thức. Pháp Hòa biết, Pháp Hòa ví dụ là trong cuộc sống quý vị cũng đã từng làm thiện tri thức cho người khác. Ví dụ mình biết á, chồng của mình nóng tánh, mà nghe cái chuyện đó là ổng nổi đùng đùng lên. Vì biết ổng như vậy, hiểu ổng như vậy, cho nên nhiều khi một câu chuyện gì mình muốn nói, không bao giờ mình nói thẳng vấn đề để mà làm cho cái sự hờn giận ổng tăng trưởng. Mà luôn luôn mình nói khéo léo để mình làm cho cái người đó giảm đi cái phiền não. Thường thường á, mình biết người đó hay giận, cho mình cũng không có bao giờ mình kể những câu chuyện gì mà nó có cái tính cách tiêu cực để làm cho người đó giận. Vì mình hiểu người đó hay giận. Những bậc như vậy gọi là bậc thiện tri thức. Nhưng mà ngược lại cũng có những người biết cái tánh mình hăng máu, chỉ cần nói một hai câu là mình nổi xung thiên, mình lên mình làm bậy à, là người ta ngư ông đắc lợi à, người ta mượn tay mình à,
thì người ta làm sao? Chọt một hai câu là làm cho mình khởi nợ, khởi phiền muộn lên, làm những điều sai quấy lên. Vậy thì bắt đầu đụng chuyện đó, tôi đâu có biết, đâu phải dè nó vậy, tôi đâu có nói. Nhưng mà thiệt sự người ta có cái chú ý đó, thì cái đó cũng là tri thức, nhưng mà là ác tri thức. Tri thức có ba, thiện tri thức có ba bậc: giáo thọ thiện tri thức, đồng hành thiện tri thức, phải không? Giáo thọ tức là người hướng dẫn cho mình, đồng hành thiện tri thức là những người cùng tu cùng học với mình. Mà có một bậc tri thức thứ ba là gì? Ngoại hộ thiện tri thức. Ở đây mình có ngoại hộ thiện tri thức không? Có chứ. Trời ơi, tôi đi chùa mà tôi tưởng đâu trên chùa ấm, ai ngờ lên đây lạnh quá chừng tôi không đủ áo lạnh. Chị bạn kia, ô tôi dư cái áo lạnh nè, chị lấy cái áo này mặc. Thì cái người mà đưa cho mình cái áo lạnh là gì tri thức? Ngoại hộ thiện tri thức. Trời, tôi lật đật tôi đi chùa tôi quên mang cái áo tràng, ồ tôi mang dư cái đây, chị mặc đi. Ngoại hộ thiện tri thức. Tôi thích quyển kinh Địa Tạng quá mà tôi đi tìm hoài không ra, vậy hả, tôi có dư cuốn để tôi đưa chị tụng. Ngoại hộ thiện tri thức. Thấy người kia muốn đi tu mà không có tiền mua vé máy bay, mua vé xe, mình có khả năng mình ủng hộ cho người đó để người ta được đi tu. Ngoại hộ thiện tri thức. Các thầy đi du học, mình nuôi các thầy hàng tháng để mà các thầy có đủ khả năng, đủ tiền để đóng tiền học, mua sách vở, thì những vị đó gọi là gì? Ngoại hộ thiện tri thức. Còn đi chùa mà đi rủ nhau đi tu chung với nhau, nâng đỡ với nhau đường tu, thì cái đó là gì? Thiện tri thức. Đồng hành thiện tri thức. Còn người nào mà mình biết cái gì mình hướng dẫn lại cho người ta thì gọi là giáo thọ thiện tri thức. Như vậy mình tu mà không có thiện tri thức, tu cũng được, nhưng mà sao? Khó lâu tiếng. Còn nếu có thiện tri thức thì đường tu mình nó tiến lẹ. Mà nếu như trong cuộc đời tu của ta được cái may mắn, được duyên lành, chúng ta gặp được một bậc thiện tri thức, ráng giữ họ. Rồi ngược lại mình cũng là thiện tri thức của người đó, tại những lúc người đó nhắc mình và có những lúc mình nhắc họ. Cho cần lắm. Khi mà Đức Phật tu 49 gì, tu 6 năm khổ hạnh đó, Ngài xỉu đó. Và khi mà Ngài xỉu thì cái người nào mà mang tới cho Ngài bát sữa? Cô Tu Sa Đề. Nhờ cô dâng cho Ngài bát sữa đó, và Ngài mới tỉnh dậy và Ngài đã thấy được một cái con đường mới. Lúc đầu thì Ngài thấy con đường khổ hạnh thôi, con đường phải hành thân ép xác thì mới gọi là tu. Nhưng cuối cùng Ngài kiệt lực và Ngài không thể tiếp tục được. Nhờ cái chén sữa đó mà Ngài tỉnh. Chính chén sữa đó đã giúp cho Ngài thấy được chân lý. Bây giờ chân lý của Ngài là gì? Trung đạo. Đói thì ăn, mệt thì ngủ, khát thì uống. Tức là con đường trung đạo, không hành thân ép xác mà cũng không quá sung sướng. Vì sung sướng thì cũng khó tu, mà khổ hạnh quá thì cũng khó tu. Chỉ có con đường trung đạo thôi. Ví dụ quý vị ngồi đây, nếu mà sưởi mở maximum, áo lạnh mình mặc dư thì sao? Nóng khó chịu. Và nếu như là sưởi giảm mà mình mặc mỏng thì nó lạnh, ngồi khó chịu. Chỉ khi nào phòng này đủ, vừa đủ ấm, mình mặc vừa đủ ấm thì tự nhiên dễ chịu. Mà chính cái dễ chịu đó nó làm cho mình không có bị một cái thái quá nào thì mình dễ tu. Cho nên đó, các bậc thiện tri thức là những người, cái cô Tu Xà Đề đó là ngoại hộ thiện tri thức cho Thái tử Sĩ Đạt Ta trên cái con đường khổ hạnh của Ngài. Đức Phật trước khi mất, Ngài nói trong cuộc đời của Ngài có hai bữa ăn mà Ngài không quên. Bữa ăn đầu tiên là chén sữa cứu mạng của cô Tu Xà Đề. Chén cháo nấm cuối đời của Ngài do ông Thuần Đà dâng cúng. Mà chính ông Thuần Đà bản thân ông cũng không biết cái cháo nấm mà ông dùng đó là nấm độc. Ông không biết. Nhưng mà vì ông quý Ngài quá, nghe Đức Phật đi ngang cái làng của ông, cho nên ông đem nấu cháo nấm ra đợi Phật đến mà dâng cúng. Ăn xong Phật đau bụng.
Và sau này các vị cũng trách nghe ông Thuần Đà, Đức Phật nói không, tôi biết chứ, nhưng mà bây giờ tôi ăn thêm cái chén này, tôi không ăn thì thọ mạng cũng đến đây đã mãn rồi, thì thôi bây giờ mình nhận cái tấm lòng của cái vị thí chủ này đó. Cho nên còn quý vị thấy khi Đức Phật đi hành đạo đó, Đức Phật gặp được nhiều ngoại hộ thiện tri thức không? Có chứ. Vua Ba Tư Nạc nè, vua Tần Bà Sa La nè, cư sĩ Cấp Cô Độc nè, bà trưởng giả Visakha nè, rất nhiều những người ngoại hộ thiện tri thức cho Phật đó. Thật sự ra mình muốn làm đạo mà không có người ngoại hộ làm sao làm. Cho nên trong chùa mình mới có cái câu đó: Phật Pháp mà hưng thịnh là do chư Tăng hoằng hóa, thiền môn mà hưng thịnh là nhờ đàn Việt phát tâm, Phật Pháp mà được lan rộng là nhờ bổn phận của chư Tăng. Những người trên cầu Phật đạo, dưới độ chúng sanh là cái hạnh nguyện của người đi xuất gia mà. Thì các vị đi xuất gia rồi thì các vị phải làm cái công việc của mình là truyền bá Phật Pháp. Còn ngôi chùa mà nó có phát triển mở mang rộng lớn là nhờ ở Phật tử tín chủ đàn na, chứ không phải của quý thầy. Nhưng quý thầy làm cái người chịu trách nhiệm lãnh cái tiền đó của mình để mà làm cái công việc xây dựng cho mình, thay vì mình phải làm. Cho nên đều là những bậc hộ thiện tri thức của nhau hết. Như vậy thì trong cuộc đời tu của ta không ai có thể nói rằng tôi tu chứ tôi không có ai làm thiện tri thức. Không, không là giáo thọ thì cũng là ngoại hộ, không ngoại hộ thì cũng đồng hành, thế nào cũng phải có chứ làm sao không có được. Cái hồi Pháp Hòa mới qua Canada, ham bộ chuông mỏ lắm mà đâu có tiền thỉnh đâu. Thì có cái chú đó, chú thấy Pháp Hòa nhỏ mới 13, 14 tuổi mà thích tụng kinh rồi vậy. Chú mới hỏi chị của chú, chị hỏi thằng nhỏ đó coi nó thích cái gì mình tặng cho nó đi. Cái thì cô đó, cô tới cô nói: dạ con thích cái gì em của cô muốn tặng nó. Dạ con chỉ thích bộ chuông mỏ thôi. Ổng mua cho Hoàng bộ chuông mỏ ở California, mà thời đó rất là khó. Tìm một bộ chuông mỏ đâu phải dễ đâu, khó lắm. Phải order từ bên Đài Loan gửi về Mỹ, rồi Mỹ mới gửi về. Mà lúc đó được một quyển kinh, được một cái chuông, cái mỏ là quý vô cùng. Pháp Hòa đâu có khấm. Cái thì cái ông tới nhà chơi, ổng nghe Pháp Hòa vậy, cái ông hỏi: giờ con thích cái gì? Nó: hồi nhỏ con ở Việt Nam á, con có cái khánh, mà cái khánh của con làm bằng cái chuông xe đạp. Quý vị biết cái chuông xe đạp mà ta bóp vậy nè. Thì Pháp Hòa mới mở cái chuông đó ra làm hai. Thì ở trong nó có hai cái chấu vậy nè. Thì mình mới lấy cái cây câm xe đó nha, chọt nó vô giữa vậy nè, để làm cái khánh. Chứ thường thường cái khánh là cái miệng nó phải xây ra ngoài, còn cái này là mình chọt nó vô vậy, làm cái khánh tụng kinh hồi mình còn nhỏ. Mà trong cuộc đời Pháp Hòa từ hồi nhỏ tới lớn á, là Pháp Hòa để ý á, là những cái gì mà mình khởi tâm mình muốn trong Phật Pháp là trước sau gì cũng có những cái vị ngoại hộ thiện tri thức đó đến với mình. Lạ như vậy. Đi vô chùa, ở chùa không có tới các cái áo tràng mà. Cái bữa đó tới giờ đi đám rồi, sư cô kia đi vô trong cái kho áo, quần áo mà mấy người tu dục lại đó, lấy ra được cho mình cái áo Nhật Bình, nó mỏng nhìn thấy luôn, see through. Là vì nó cũ quá rồi, thâm kim hết trơn. Mà hãy mặc cái áo đó vô, quý vị biết tới cái tay áo nó tới cái chỏ mình vậy nè, nó ngắn đến mức độ vậy đó. Trời ơi, mà quà cưng cái áo đó dữ lắm. Mà quý vị biết ở Việt Nam nó nóng, tụng kinh buổi trưa mà làm mồ hôi là nó ra ướt áo. Mà ban đêm tối mà đi hộ niệm đám tang chừng hai đám ba đám là về là cái áo dơ rồi. Thế là phải giặt, giặt cứ ngày nào cũng giặt, giặt giặt riết nó thâm kim luôn. Rồi đến khi mà không có tiền mua cái áo, cũng đi tụng đám tang. Người ta nghe mình đi đám tang xong, người ta hỏi: giờ con muốn gì? Nói: giờ con muốn cái áo tràng. Người ta mua may cái áo tràng đúng một thước vải màu lam. Bây giờ cái áo đó vẫn còn giữ đó. Thì cái đó gọi là ngoại hộ thiện trí thức. Rồi hồi Pháp Hòa đi chùa, có một bà cụ thương lắm, dẫn đi chùa tối ngày. Muốn đi đâu bà dẫn cho đi, mà có một điều kiện thôi. Tự mình phát nguyện chứ không ai. Bà cụ này là nấu ăn cho những người trong cơ quan nhà nước. Thì Pháp Hòa muốn bà rảnh rỗi đi chùa với mình sớm á, thì phải làm gì biết không? Phải chạy lên phủ bà nấu ăn.
Bà nấu tuốt ở trên sân thượng á, Pháp Hòa phải xách nước từ ở dưới đất, xách nước lên sân thượng, rồi lặt rau, rồi rửa rau, làm mọi cái việc lặt vặt để bà nấu cơm cho lẹ. Xong rồi hai bà cháu dẫn nhau đi chùa. Cái vị đó gọi là gì? Thiện tri thức. Đồng hành thiện tri thức. Cũng là giáo thọ thiện tri thức. Khi mà người ta chỉ dẫn cho mình. Hồi nhỏ đi chùa, cái gì mình không biết thì các thầy, các sư cô, các vị người lớn người ta chỉ. Pháp Hòa với chú Tiểu kia giận nhau. Thì Hòa Thượng kêu lại, Hòa Thượng nói, mình giận người ta mình cũng có tội, mà mình làm người khác giận mình cũng có tội. Cái nghe vậy cái hai đứa què. Thì Hòa Thượng đó là gì? Giáo thọ thiện tri thức. Như vậy thì trong cuộc sống của chúng ta, dù lớn dù nhỏ, dù đời dù đạo, nhất nhất người ta chỉ dẫn cho mình cái gì, những vị đó đều là những vị thiện tri thức của mình hết, mà ở một cái dạng nào đó. Mình nói vậy để chi? Để cho mình không có chán nản cuộc đời, rằng hình như cuộc đời này tôi lẻ loi đơn độc. Và mình cũng không có than rằng á, ở trên trời ta là vì sao lạ, dưới trần gian ta là kẻ lạc loài. Mình cũng không có than rằng hình như bao nhiêu đau khổ của trần gian trời đã dành riêng để tặng nàng hay là tặng chàng. Khi mình thấy rằng xung quanh mình còn, ít nhất cũng còn có một hai người nào đó. Cho nên á, đôi khi hạnh phúc nó ở trước mắt mà chúng ta không thấy thôi. Rồi lâu lâu chúng ta phải nghe Phật Pháp để làm chi? Đức Phật chỉ cái đó cho mình. Mình có, nhưng mà cái mình dở là gì? Quên. Mình có mà mình quên, chứ không có gì hết á. Mình có được cái tâm, mình có được cái trí sáng, nhưng mình quên. Phật nhắc. Rồi con người mình á, sống mà có chết không? Có. Nhưng mà tại mình nghĩ mình còn khỏe, còn trẻ, còn đẹp, còn đủ thứ, cái bắt đầu mình hăng, mình ăn thua đủ. Nhưng mà cái bữa nào mà mình được mời tới đi hộ niệm một cái đám tang á, hồi nào đứng đứng ngồi ngồi, bây giờ thiêm thiếp như chồi cây khô. Thì cái đó gọi là gì? Nhắc mình nhớ. Cho mình biết, nhưng mà tại vì mình hay quên. Cái biết của mình nó có, nhưng mà cái biết của mình nó là chập chờn, biết chưa có thấu đáo, và thậm chí biết rồi quên. Thì Đức Phật hay là các bậc tổ thầy là những người nhắc nhở chúng ta đừng có quên. Chứ có nhiều vị không hiểu mới nghĩ đạo Phật là bi quan, tối ngày cứ nói chết, nói chia ly, nói vô thường. Không phải đâu. Nói để chi? Để cho anh hạnh phúc anh sống. Anh hạnh phúc anh sống để làm gì? Anh appreciate everything, mà anh đừng có expect everything, anything. Less expect, more appreciate. Vậy thôi. Expect nothing, accept everything. Và cái người mà sống như vậy thì hạnh phúc. Mà sống được như vậy là hạnh phúc. Mà sống như vậy là sống với đạo Phật. Bởi vì chữ đạo là con đường, chữ Phật nghĩa là giác ngộ. Mà người mà sống mà luôn luôn tỉnh giác, không mê lầm là đạo Phật, chứ có gì đâu. Anh đó có thể là tin lành, có thể là Thiên Chúa, bất cứ cái đức tin gì của anh. Nhưng mà giây phút nào anh có tỉnh thì anh là Phật. Vì chữ Phật không là thần thánh gì cả. Phật nghĩa là người tỉnh giác. Cho nên á, tại sao mà mùa Phật Đản mình phải tắm Phật? Bởi vì Phật là tượng trưng cho tâm sáng. Mà chúng ta là người có tâm sáng mà để quên, cho nên nó bị bụi. Bây giờ phải lấy nước là tượng trưng cho định, lấy hoa là tượng trưng cho giới, lấy cái sự tu tập của giới, của định để tẩy đi cái bụi trần, thì Phật nó hiển lộ. Cho nên Phật đứng ở trong thao nước, đứng trong thao nước là hiển lộ lên. Hay là thường thường ta làm một cái lễ đài, Phật đứng cao ở trên, nghe là Đức Phật, một cái tâm giác ngộ đó tượng trưng cho Đức Phật nhỏ đó, Đức Phật baby đó, nó đang hiển lộ trong mỗi người của chúng ta. Và có thể nói rằng cái người mà sống ở trong đời, người sống tuổi càng lớn, sự tỉnh ngộ của mình càng nhiều, nghĩa là bắt đầu Phật mình đang lớn lên. Có nhiều khi mình lớn cái xác mà mình không lớn cái tâm. Thân thì to lớn mà tâm hồn mình chưa có mở. Cho nên ở Việt Nam nó hay chọc á, nói đầu thì to mà óc như trái nho.
Việt Nam nó hay chồng vậy. Rồi có nhiều khi người ta mắng với nhau mà người ta không có hiểu. Mày ngu như bò. Thì mắng mà khổ nổi mắng ngay cái hai con bò nó đang ngồi đó đi. Mắng như mày ngu như bò. Thì hai con bò nó sát bên nhau, nó nói anh, sao họ mắng mình ngu như bò với anh, mà sao họ cứ mua sữa mình về cho con họ uống hoài. Uống cho thông minh, uống cho mau lớn, uống cho bổ xương, mà hễ ngu ngu như bò. Là sao kỳ vậy anh? Con người nó sao kỳ vậy anh? Con người kỳ quá. Mắng nhau ngu như bò mà thiếu sữa bò chịu không nổi. Thậm chí con nít là phải cho nó uống sữa bò để nó thông minh. Vậy con bò có thật ngu không? Quý vị thấy nhiều khi trong cuộc sống của mình, mình có nói những cái điều, phải không? Nhưng mà nhiều khi mình không có tỉnh. Mình nói trong cái bình thường, ví dụ thôi nè. Tụng kinh không hiểu tụng làm gì, nghe rất là suông. Ủa, tụng không hiểu thì phải tụng để hiểu, chứ có ai mà không tụng mà hiểu đâu. Nếu mà không tụng vậy là khỏi tụng, đóng kinh lại mà hiểu à? Vì không tụng, vì không hiểu tôi mới tụng chứ. Tụng để tôi hiểu, không hiểu nhiều thì hiểu ít. Phải không? Có ai một lần mà tiếng Anh mà còn phải nhồi đi nhồi lại mà. Đừng có nói mình là người Việt mà học tiếng Việt mấy mươi năm, qua nước Mỹ riết rồi có nhiều chữ viết hoài viết không ra. Có không? Có nhiều lúc có một cái chữ là mình ngồi mình nói, ủa cái chữ tôi viết có đúng không? Thậm chí mà nói vậy thôi chứ hãy mà đưa mình vô là hỏi ngã nó lộn tùng phèo hết trơn. Đó, cái gì mà không có ôn, không có luyện thì làm sao mà tin tưởng. Thì cũng như thế, mình muốn tinh thông thì mình phải học. Muốn thông, thông nghĩa là mình thông suốt, tin là tin tưởng. Mà mình thông suốt không tin tưởng thì làm sao? Pháp Hòa nhớ có một hòa thượng lên khai mạc cái buổi mở trường Phật học, mở cái lớp bồi dưỡng cho tăng ni. Thì hòa thượng mới nói hôm nay lớp bồi dưỡng, nghĩa là quý thầy quý cô muốn mang Phật pháp đến cho nhau, nhưng mà tôi xin nhắc quý thầy quý cô nhớ là phải mở trường Phật học chân thật nghĩa, theo cái bài kệ mà thường tụng đó. Vì vậy cho nên á, mình nghe người ta nói đọc kinh không hiểu đọc làm gì, thì mình nghe thì suông nhưng mà nghĩ lại không đúng. Chính tôi không hiểu tôi mới tụng chứ. Cũng giống như nó thôi, tôi không đi chùa đâu, tôi còn sân lắm, để khi nào tôi tỉnh tôi mới đi. Hay không? Có lòng ghê lắm. Nhưng mà xin thưa, không có chịu tu thì chừng nào nó tỉnh. Nếu mà trong này mà không tỉnh thì chẳng lẽ ngoài kia nó yên à? Ngoài kia nó còn ồn não hơn nữa. Trong này có giận nhau gì giận, chứ còn không có dùng lời thô mắng chửi nhau. Dù có giận cỡ nào đi nữa đó, dữ lắm mà thôi nghe bà. Chứ không có nói những cái câu thô hơn nữa. Phải không? Nhưng mà ngoài kia người ta chén tạc chén thù, hoặc là những cái áo này không phải là áo tu, thì người ta sống theo cái môi trường đó, dễ tạo cho người ta sân hận oán thù nhiều hơn nữa. Cho nên chữ chùa được dịch là gì? Chùa được nghĩa là thân cận thiện xứ, viễn ly ác xứ. Đó là nghĩa của chữ chùa. Thế thì mai mốt ai có hỏi mình, chị đi chùa để làm gì mà chị cứ đi hoài? Dạ, tôi đi cái nơi mà để gần người lành, xa người dữ. Thân cận thiện xứ, gần gũi cái xứ, cái nơi chốn mà gần gũi những người hiền lành. Dĩ nhiên vô đây không ai chưa hiền đâu. Nhưng mà dần dần, mới đầu vô đây nè, ai cũng là chỉ là một khúc gỗ chứ chưa phải là tượng Phật. Nhưng mà nhờ đục đẽo, gọt, bào, đánh bóng, sửa lưng, riết em, nếu mình nhịn được hết những cái đó, mà người này chỉ mình chút, người kia chỉ mình chút, tự nhiên mình từ một khúc gỗ bình thường mà ra một khúc gỗ quý, đó là tượng Phật. Bình thường chỉ là khúc gỗ, đẽo một hồi mới ra tượng Phật. Có phải không? Đấy. Cách đây 10 năm, cái này chỉ là một cái nhà ở chứ là gì đâu.
Nhưng mà khi chúng ta đem cái tuệ giác của chúng ta vào đây rồi thì cái chỗ này nó thành gì? Chùa đạo tràng. Mà chắc chắn rằng cái người bán cho mình bây giờ lâu lâu họ có dịp họ đi về họ vui lắm. Họ sẽ thấy rằng ngày xưa chỉ là một khu rừng hoang vu mà tự nhiên bây giờ trở thành một nơi lịch lãm, đẹp đẽ và người ta quy tụ về. Cũng giống như ở trên Tây Thiên, ở trên Canada vậy. Hồi Pháp Hòa mua là chỉ là một miếng đất trống mà đủ thứ những cái rừng rậm dơ giấy. Rồi mình về mỗi ngày một chút, mình dọn dẹp từ 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 thì nó mới sạch. Đức Phật có nói một bài kinh gọi là tâm hoang vu là vậy. Người chưa biết thuần thiện, chưa biết hướng thiện thì tâm họ như một rừng hoang. Nhưng mà khi hướng thiện rồi, dẹp gai, dẹp cỏ, dẹp từ từ thì bắt đầu trở thành ra một nơi chốn màu mỡ. Mình tu là vậy thôi. Cho mình nói như vậy á, nương vào thiện tri thức là gì? Để cho chúng ta thấy rằng chúng ta tu mà không cô độc, không lẻ loi. Ăn cơm có canh, tu hành luôn có bạn. Ăn cơm lúc nào cũng có chén canh thì tu hành lúc nào cũng có bạn. Nhưng mà có những người bạn trong, thí dụ nha, thí dụ như những lúc nào mình ngồi một mình ở thất mình tu, mình không có một người thân bạn nào hết, lúc đó mình phải quán nữa. Trong giây phút tôi đang ngồi đây thì cũng có rất nhiều người cũng đang cùng hành thiền ngồi tọa với tôi, chứ đâu phải là tôi một mình đơn độc. Chúng ta gặp nhau trong muôn ngàn nẻo sống, chứ không phải ngay trước mặt ngồi với nhau mới gọi là đồng hành đâu. Thí dụ như chùa trên núi tổ chức trì kinh, bây giờ Phật tử dưới phố đường mưa tuyết không lên được, nhưng mà biết là ngay giờ phút này chùa đang khởi khai kinh, mình ở nhà mình cũng khai kinh. Thì khi mình ở nhà mình tụng kinh thì mình cũng biết rằng trong giây phút này những người đồng tu của mình cũng đang tụng kinh trong chùa, và mình cũng đang tụng kinh đây, không hề cô đơn chút nào hết. Không hề cô đơn chút nào hết. Cho nên đó, tổ Huyền Giác mới nói đó, thường độc hành, thường độc bộ, đạt giả đồng du niết bàn lộ. Tôi thường đi một mình, nhưng mà tôi đồng lộ với những người cùng đạt đến cái chỗ đó với tôi. Cho nên giây phút mình ở nhà mình ngồi thiền á, đừng nghĩ mình ngồi thiền mình nha. Có thầy đang ngồi thiền với mình, thầy đang ngồi trên chùa ngồi thiền với mình. Có những người bạn với mình cùng giờ này, cho nên không ai phone nhau hết á. Tới giờ này là không nghe phone, đang ngồi thiền đó, đang tụng kinh đó. Thí dụ như ngày rằm, đâu có ai nói với nhau phải không? Nhưng mà mình biết những nhà Phật tử thì ngày đó làm sao? Đều ăn chay hết. Mình ăn chay mà đâu có cô đơn đâu. Mà không hề ai cầm phone bảo ai nữa. Bởi vì ngày rằm bây giờ nó đã thuần thục trong trái tim của những Phật tử rồi. Ai cũng biết ngày rằm là ăn chay. Thiện tri thức. Nương vào đó để giữ cái đường tu mình. Điều thứ ba. Nương vào thiện căn. Nương thừa thiện căn, vì đó là thứ ta tu tập và tăng trưởng. Chữ thiện là gì? Thiện là khéo, là lành, tốt. Thí dụ như mình đi làm việc tốt, ta kêu thiện nguyện. Người làm việc tốt là thiện nguyện viên. Người có tâm tốt là thiện tâm. Chữ thiện là khéo, lành. Ở trong kinh luận có định nghĩa chữ thiện là gì? Chữ thiện nghĩa là khi mà nó có cái sức kiêu cảm để chúng ta mang đến những quả báo an vui là thiện. Pháp Hòa ví dụ như ở đoàn đó người ta mới vừa trải qua một cơn động đất. Có một nhóm người đi về đó bắt đầu giúp đỡ những người bị động đất dọn dẹp và cứu người. Mình ở xa, có thời gian, bay về đó liền. Vậy thì cái chữ thiện ở chỗ đó đó, nó có sức, nó chiêu cảm, nó sức hút mọi người cùng một cái tâm thiện đó trở về cái nơi đó để cùng tạo ra một quả báo an vui cho những người khác. Chữ thiện nó còn có nghĩa là tăng ích. Những gì mình làm mà có lợi ích cho người
đều là thiện hết. Không nhất thiết phải tụng kinh. Một lời nói mình nói ra, mà nếu lời nói đó làm cho người ta tăng trưởng cái sự vui vẻ, khỏe, hạnh phúc, lời nói đó là thiện. Vậy thì ngược lại với chữ thiện là gì? Ác. Vậy thì ác dịch nghĩa là gì? Ác là tổn giảm, thiện là tăng ít. Chữ ác nó không có gì dữ dội á, cứ nhớ cái gì mà làm tổn giảm là ác. Người ta đang vui vậy đó, mình tới mình nói, mình làm tổn giảm hạnh phúc của người ta, niềm vui của người ta. Gia đình người ta đang hạnh phúc, mình nói một câu làm người ta tổn giảm hạnh phúc. Cho nên đó, tổn thương. Anh nói câu đó anh làm tổn thương tôi quá, vì cái lời nói đó anh làm cho tôi buồn, anh làm cho tôi khổ. Có nhiều khi một lời nói của mình mà làm hưng thạnh cả một đất nước, hạnh phúc của một gia đình, mà cũng có những lời nói của mình mà đổ vỡ cái gia đình đó, làm cho người ta chia ly. Thể cái gì làm tổn giảm thì gọi là ác, mà cái gì làm tăng ích thì gọi là thiện. Mà nơi nào làm thiện thì nơi đó có cái sức mạnh nó thu hút người về làm thiện để cùng mang một quả báo an vui cho nhau. Thí dụ như Đức Phật. Đức Phật có thiện căn. Chữ căn là gì? Là rễ, là gốc, là cái sức có khả năng. Ví dụ một cái cây mà rễ của nó khỏe, vững. Nếu mà rễ mà tốt thì cây nó làm sao? Thân cây nó khỏe, nhánh cây tốt, lá cây xanh. Như vậy thì nhìn vào cái thân cây, cành cây, lá cây thì chúng ta biết được cái rễ của nó tốt. Phải không? Cho con xin một phút thầy. Nhà chủ con ở xa quá. Cái xe van của ai mà xe xám thầy nhận gì? Thầy làm ăn hỏi dùm đạo họ mu để cho tụi con về. Ai có chiếc xe màu xám? Không sao, xe chùa. Cảm ơn thầy. Thường thường người ta gặp mình đó, ta hay nói mình sao? Anh đó có căn tu, chị nọ có căn tu. Từ đâu mà thấy được cái căn? Từ đâu thấy được cái căn? Lời nói, hành động, ý nghĩ, tác phong. Bởi vì cái căn là cái gốc ở bên trong mà. Mà mình mà có cái gốc trong đó thì nó hiển lộ ra bên ngoài. Cho nên cái cây mà nó khỏe mạnh, cành lá nó xanh tươi, mình nói chà cái rễ này tốt dữ. Vậy thì nhà Phật dùng cái từ căn lành. Căn lành tiếng Hán là thiện căn. Trong kinh Di Đà nói, nếu không phải là những người có thiện căn, có phước đức, có nhân duyên thì không thể sanh về cực lạc. Bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh Bỉ Quốc. Bây giờ kiểm thử coi mình có thiện căn không? Thiện căn có không? Có. Có phước đức không? Có nhân duyên không? Vậy thì cực lạc có mặt rồi. Thiện căn là mình ham tu nè, phước đức là còn khỏe nè, có điều kiện nè, nhân duyên là có chỗ chức tu. Nếu bây giờ khỏe có, sức khỏe có, điều kiện có, mà không chỗ nào tổ chức tu hết, tu với ai, đi đâu tu? Cho nên nhân duyên là những cái duyên lành đã đến với mình. Phước đức là mình có sức khỏe. Chữ phước đức không hẳn là có tiền. Có tiền là đúng rồi, nhưng mà chữ phước nó nhiều điều kiện của phước lắm. Phước có sức khỏe, có tiền, mà thậm chí có nhiều người tiền có, sức khỏe có, mà người nhà cản trở cũng không đủ phước đức nhân duyên tu. Cho nên cái chữ thiện căn là gốc rễ lành. Mà do đâu mình biết cái người đó có gốc rễ lành? Do cái đời sống của họ. Là một ha. Cụ Nguyễn Du cũng xác định với mình, thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Cho nên đừng có nói là tôi không có căn. Khó hết. Nhưng mà tại mình
Căn nghĩa là rễ, mà anh không tưới thì rễ nó không đâm chồi nảy lọc thôi, chứ làm sao không có được. Tại sao nói như vậy? Anh thấy một cái đám tang mà người ta đứng người ta khóc, anh khóc theo, rõ ràng là anh có lòng rồi, anh có niềm cái lòng từ bi, anh có cái tâm trắc ẩn ở trong đó rồi, sao không có được. Vừa rồi Phật đản vừa xong, vừa xong cái lễ Phật đản thì có một bà cụ bệnh nặng trong bệnh viện, Pháp Hòa phải chạy vô để hộ niệm cho bà, tranh thủ về cho sớm để làm lễ đám tang cho một em nhỏ, cho má em nhỏ. Em nhỏ này đi du học ở nước ngoài, mới có 7 tuổi ra nước ngoài học rồi, vì ba mẹ gửi, mẹ mất ở trong nước không hay. Thì khi gia đình mới tổ chức cho em một cái đám tang cho mẹ trong cái ngày lễ thọ tang đó, mà nó mới có 9 tuổi thôi. Thì khi mà Pháp Hòa tròn cái khăn tang trên đầu em á, thì mấy Phật tử đứng hộ niệm rớt nước mắt hết. Mấy thầy mấy cô đứng tụng kinh mà khóc, đi tụng biết bao nhiêu đám mà ông khóc. Mà tự nhiên cái đám tang, mà không phải đám tang nữa, cái đám cầu siêu thôi, bị mẹ mất ở bên Việt Nam mà, rồi mình thấy em nó bên này tội nghiệp, làm cái lễ cầu siêu cho em nó để tang, vậy mà Pháp Hòa khóc mấy chú tiểu đứng đứng khóc hết. Thì ví dụ như bây giờ mình bực bội, mình nói tôi không biết thương ai hết, đời tôi chỉ biết thương tôi thôi. À, thôi cũng được, biết thương tôi là cũng có một chút căn lành. Sợ không còn biết thương mình, còn hủy hoại thân mình nữa đó. Thấy không? Có nhiều khi mình thân mình cũng không thương, mình cũng hủy thân nữa. Bây giờ ở đây á, mình biết có thương mình, mình biết có thương người. Thấy người kia đang đứng mỏi, có vẻ như mỏi chân, mình đứng dậy mình nhường cái ghế. Đâu cần dỗ ngực xưng danh tu tu đâu. Nhưng mà căn lành có đó, anh có căn lành nên mới làm được chuyện đó chứ. Cho nên trong cuộc sống Phật dạy cho chúng ta đó là phải nhìn lại mình để thấy được mình có những cái điều kiện tốt để làm chi, phải không? Để đừng bao giờ bỏ rơi nó, và đừng bao giờ từ chối cái con đường chuyển hóa thánh thiện. Bởi vì mình có khả năng đó mà sao mình không làm? Có nhiều khi á, mình trên đường mình tu tập, mình sẽ bị những cái phiền não nó khởi. Thì những lúc như vậy mình phải nói với mình, không, tôi có căn lành mà, tôi có căn lành cho nên tôi mới gặp được những điều lành, còn cái này là lâu lâu thôi. Một cái cây á, một cái cây tốt á, thì lâu lâu không phải có con bọ con sâu gì nó bám vô đó, mà đâu có nghĩa gì vậy mà dục cái cây. Phải làm gì? Tỉa nó đi, thuốc nó, để cho làm sao đó để nó tốt hơn. Mình cũng vậy. Cái giờ mình tụng kinh, giờ mình ngồi thiền, giờ mình nghe pháp là giờ mình tỉa đó. Biết tại sao? Tại vì mình đang ngồi vậy nè, cái 5 phút là nó xen vô, toàn là chuyện chua không á. Ngày mai nấu món đó mà chưa mua cái này nè, đâu có nghĩ tầm bậy đâu. Nhưng mà đối với cái giây phút mình tu, nó là tạp niệm, nó không phải là cái giờ mình làm chuyện đó. Nhưng mà đừng có lo, chính vì mình còn như vậy đó, cho nên mỗi ngày mình vẫn ngồi đây. Nếu mình thuần thục thì đâu cần ngồi, đi cũng thiền, ngồi cũng thiền. Đến cái mức độ mà Tổ Huyền Giác nói không? Đi cũng thiền, ngồi cũng thiền, nói năng động tịnh thể an nhiên. Đến cái lúc mà mình nói năng động tịnh thể an nhiên thì mình đâu cần, nhưng mình chưa. Thì cái này là cái gốc. Đây là cái gốc rễ, trong khi mình ngồi tĩnh đây để hằng ngày nó tỏa ra cái đó. Một ngày mình ngồi 15 phút nửa tiếng, ngồi riết như vậy, cái tự nhiên sao người mình bây giờ nó đầm thấm ra, nét mặt của mình bây giờ nó tươi nhuận ra, người xung quanh mình cảm nhận được điều đó. Và lâu lâu mình cũng khen mình, cho sao lúc này tôi giỏi quá, chứ mọi lần mà cái bà đó, ông đó, bà nói tôi và bà chết cho tôi rồi, mà sao bữa nay tôi thấy nó bình thường. À, như vậy là cơ hội mình kiểm lại, hôm nay mình tưới cái rễ này nó lên là đúng thuốc rồi đó. Đó. Cho nên mình nương vô cái thiện căn đó để nói với mình là mình cần phải tu tập nó, và mình cần phải tăng trưởng nó. Nếu mình không có thiện căn, mình đâu biết thương người, đâu biết giúp người,
Cho những lúc nhiều khi giận quá, nó tôi không còn thứ ai nữa hết á, tôi không muốn giúp ai nữa, tôi gặp toàn là thứ gì đâu không. Nói là nói vậy thôi, nhưng mà hết chuyện rồi, gặp người khổ thì mình vẫn tiếp tục mình giúp. Mình biết cái lúc mình nói vậy, lúc nói với phiền não, lúc đó mình cái căn của mình nó bị quên tưới, nhưng mà rồi tưới lại thì nó cũng tươi trở lại chứ không sao. Quý vị biết làm mì căn không? Làm 1 ký bột mì một hồi nó mới còn được chút xíu mì căn à. Mì căn nghĩa là lúc đó nó chỉ còn lại cái tinh ba của bột mì thôi, còn những cái tạp là nó trôi đi theo nước rồi. Vậy thì quý vị thấy không, mình đổ thời gian và nước và bột ra để mà mình kiếm gì? Kiếm một cục mì căn. Cũng như vậy, những gì chúng ta đang làm cũng không ngoài mục đích là để cho nó trôi những cái bột bình thường nó đi, để rồi chúng ta kiếm được một miếng mì căn. Mà khi mì căn mà có rồi đó, mình làm món gì cũng được. Mì căn non cũng được, mì căn già cũng, mì căn già thì chỉ cần bó nó lại, bỏ nước luộc thì nó thành mì căn già. Mì căn già thì xé nó ra trộn với gỏi bắp chuối, gỏi bắp cải, hay là mình xào xả ớt. Nếu mà làm mì căn non thì mình chỉ cần dứt nó từng cục, mình thả vô chảo dầu chiên, nó hình lên, thả lên bún Huế, thả lên bún riêu, thả bất cứ món ăn gì cũng là ngon. Thậm chí trộn gỏi rồi mình cắt mình để nó vô cũng ngon. Cũng như thế, người mà có căn lành rồi thì việc lành gì cũng có thể làm được, mà không từ chối bất cứ việc gì. Quét nhà cũng được, rửa chén cũng được, tụng kinh cũng được. Cho quý vị thấy, cái người xuất gia vô chùa là làm sao nuôi dưỡng căn lành của họ. Và các vị thiện tri thức phải giúp cho người đó nuôi dưỡng căn lành. Pháp Hòa có một chú tiểu. Cái chú này thì đặc biệt là chỉ mê chuỗi thôi, mê chuỗi, mê tượng Phật. Cho chú bao nhiêu tiền, ai tặng chú bao nhiêu tiền là lâu lâu cái chú xin đi lại cái chùa Đài Loan là chú thỉnh chuỗi, thỉnh vậy. La được không? Làm sao la được? Phải chi nó lấy tiền nó đi vô game á. Còn cái này nó có tiền, nó chỉ để mua chuỗi thôi mà, nó chỉ để mua tượng Phật thôi. Mặc dù mình biết mua một sâu chuỗi là được rồi, nhưng mà mình nghĩ lại, cái người đó vẫn còn thích chuỗi, thích tượng Phật, nghĩa là căn lành họ vẫn còn. Đến khi nào nó nói thôi giờ đừng mua chuỗi mua tượng nữa, mình mua game chơi đi, lúc đó không biết căn gì nữa. Chắc căn dù. Chứ không phải căn lành nữa. Chờ có nhiều khi các thầy mới nói, cái thầy đó nha, cái ông thì thiệt, tối ngày cứ đi mai y, thích y, thôi kệ đi, thích y đỡ nó thích khác. Tức là mình làm sao người đó vẫn còn cái gì đó trong Phật Pháp thì chưa đến nỗi. Chưa đến nỗi. Chứ còn mình biết là một lúc nào mình không còn thích những cái đó là mình nguy rồi đó. Tự nhiên giờ hết thích tụng kinh rồi, mệt rồi đó. Rồi hỏi mà không thích tụng kinh làm gì? À thôi bây giờ tôi không thích tụng kinh mà tôi thích ngồi thiền, à thôi cũng được. Cho nên thiền tôi cũng không thích, mà tụng thiền thì ngủ lên ngủ xuống ngồi chi. Tụng kinh ồn ào tụng chi, rốt cuộc ngồi thiền thì ngủ gục, mà tụng kinh thì ồn ào làm gì ta. Rồi disco đi. Mệt lắm. Pháp Hòa làm đồ ăn cho mấy chú đi học, ăn món nào mà ngon về, thầy làm nhiều cho con được không? Hỏi gì, con đem vô cho bạn con ăn. Nhiều khi mình nói, nó ông nội tao. Nói là nói vậy, nhưng mà mình vui trong bụng là sao? Vì đệ tử mình nó còn có lòng thương với người khác. Nếu nó ăn mà nó đem nó giấu, nó thầy cho con dĩa này, hỏi chi con cất mai con ăn, là mình mệt rồi đó. Còn nó ăn mà biết nghĩ tới người khác. Đi chợ mua cho chú nào gì, chú thầy mình mua dư một chút được không thầy? Hỏi chi vậy? Con đem về cho mấy sư huynh. Khi mình nghe những câu nói đó mình vui lắm. Cho nên con của mình cũng vậy, nó đi chùa nó chạy tới nói, má đưa con 5 đồng để con bỏ một thùng, đưa liền đi. Đừng nói má bỏ rồi con.
Hạ tiện 5 bạc ha. Hạ tiện 5 đồng mai mốt kêu nó 50 nó không cúng à. Tức là khi con mình nó biết khởi cái tâm. Ở chùa bên đó có một em nhỏ nó vui lắm. Bà nó tới cúng rồi mà nó giây phút nào còn ngồi đó là nó cứ tới nó rỉa ổng. Nó rỉa nó bỏ vô nó trời, con thầy khoái con ghê lắm. Mấy chú tiểu đang đứng rửa chén. Đứng rửa chén mà giả làm sư ông. Tại vì mấy chú lên dự mấy cái lễ truyền bát quan trai đó. Sư ông nói, giới thứ nhất như chư Phật suốt đời không sát hại chúng sanh. Các vị một ngày một đêm không sát hại chúng sanh có thể giữ được không? Ở dưới đáp mô Phật giữ được. Thì ông cụ truyền giới mới nói, tốt lắm cái. Mấy ông đi vô đứng rửa chén mà giả sư ông. Tốt lắm. Còn không thì tụng mấy cái bài đại từ đại bi. Mình đứng ân sao mình nghe mà mình vui lắm. Tại sao mình vui? Là vì cái căn lành của nó còn đó. Nó đang nuôi dưỡng căn lành nó bằng những bài kinh đó đó. Chứ nếu mà nó đứng rửa chén mà nó nói, em ơi có bao lâu. Nó nói với nhau 60 năm cuộc đời là mình mệt rồi đó. Thế còn mà nó còn đứng xung quanh với nhau mà nó đại từ đại bi thương chúng sanh, rồi còn đại hỷ đại xã thương tế muôn loài là mình biết là nó ok rồi. Cho nên con của mình ở nhà cũng vậy. Thí dụ nó nghiêu ngao những cái bài hát tiếng Việt, hay là mày nín người ta mày ồn quá đi, có ngày nó nín luôn, nó không thèm nói tiếng Việt nữa. Kệ nó. Ý ở đây Pháp Hòa muốn nói mỗi người nó có cái gì tốt mà người ta lặp đi lặp lại, người ta đang huân mà người ta đang dưỡng. Cho nên tại sao mình niệm Phật? Mặc dù cái câu niệm Phật đó, cái chữ niệm nó có nghĩa là mình phải nhớ Phật còn hơn là mình lấy cái miệng mình lăm râm. Nhưng mà miệng lăm râm còn hơn là không lăm râm niệm Phật. Đa số người ta hiểu lầm là niệm Phật là khi nào miệng lăm râm mới kêu niệm Phật. Nhưng mà đúng nghĩa là niệm Phật là nhớ Phật, nghĩ tới Phật. Nhưng mà xin thưa, nếu mình không nhớ không nghĩ thì sao miệng mình niệm? Thường thường mình nhớ nghĩ cái gì thì cái miệng mình nó mới nói ra cái điều đó. Hãy mình nhớ cái bài hát thì miệng mình nó mới hát. Cho nên người còn tâm họ còn nhớ Phật thì miệng họ sẽ niệm Phật. Mà họ còn niệm Phật là mình mừng. Và hay là chính bản thân mình còn niệm Phật thì mình biết rằng mình đang nuôi dưỡng căn lành bằng câu niệm Phật. Hay là mình niệm Chúa, hay là mình niệm những lời kinh, đều là niệm Phật, niệm Pháp và niệm Tăng. Niệm Pháp là mình đọc những cái câu Pháp Cú, những câu kinh. Thí dụ mùa Phật Đản này, người Phật tử nào cũng nghiêu ngao cái bài đệ tử hôm nay gặp ngày khánh đản, mà Pháp Hòa bảo đảm ít có Phật tử nào tụng bài này một lần trong mùa Phật Đản lắm. Bị mình đi ba chùa, đi dự ba cái Phật Đản của ba chùa là thế nào mình cũng tụng được ba lần, phải không? Thì người nào mà ở nhà thêm lần nữa, thí dụ vậy, chứ ít nhất trong mùa Phật Đản cũng sẽ một lần tụng lại bài đó. Và khi mình tụng cái bài đó rồi, mình cái mùa này tự nhiên nhắc tới mình để mình nghiêu ngao lại những cái, mình lặp đi lặp lại những cái lời nói, lời kinh đó. Đừng có sợ tội. Có nhiều người nói trời, thí dụ con đang vừa quét nhà rồi con lâm râm con sướng kinh rồi tội không? Không có tội gì hết. Mình sướng những lời kinh nghĩa là tâm mình đang nhớ lời đó mình đọc thì có gì tội đâu. Rồi bây giờ ví dụ như á, mình nhớ những cái bài hát, không lẽ tụng mấy hát mấy cái bài đó phước à, rồi đọc mấy cái bài kinh là tội sao? Không. Cho nên quét nhà vẫn đọc kinh được, lái xe vẫn đọc kinh được, mình nấu ăn vẫn đọc kinh được. Lúc nào mình cũng có thể đọc kinh và niệm Phật. Bởi vì câu niệm Phật và lời kinh nó không chỉ để thể hiện ở trước tượng Phật. Giờ phút đó là giờ phút chúng ta trình bày một cách trang trọng để cho bày tỏ thân tâm của mình. Chứ còn lời kinh đó phải được xuất phát từ trong cái lòng của mình trong mỗi giây phút mình sống. Cho nên quý vị treo tượng Phật ở trong xe đó,
Không phải là mình treo cái tượng đó rồi cái tượng nó bảo đảm sự an toàn cho mình, mà treo tượng Phật để nhắc mình phải hướng Phật. Mà Phật nghĩa là giác, mà giác là tỉnh, mà tỉnh là lái xe không có mê. Chỗ nào ta cho nhiêu mình lái nhiêu, và đồng thời đừng có giành giật lái. Vừa rồi Pháp Hòa có nói một hai câu mà ở bên cái nước Bhutan người ta nói. Nước Bhutan là một cái nước không hề có đèn xanh đèn đỏ. Đặc biệt một quốc gia không có đèn xanh đèn đỏ, no traffic light. Và người ta điều khiển con người bằng những câu đó không, dọc trên đường phố. Ví dụ một câu: tôi biết bạn đang gấp về, nhưng đừng vì thế mà làm người khác không được về. I know you are rushing home. Not because of that you make others cannot come home. Câu khác: life is short. Do not make it shorter. Cuộc đời đã ngắn rồi, đừng làm nó ngắn nữa. Câu đó phải là pháp không? Mình được quyền tụng câu đó không? Đâu có ai cấm mình đâu. Thành thử ra cái đèn xanh đèn đỏ bên ngoài đó, lâu lâu nó hiện lên là để thắng chúng ta lại. Thưa đại chúng, mỗi con người chúng ta ai cũng phải có một cái đèn. Có đôi lúc chúng ta có quyền bật đèn xanh, mà đôi lúc chúng ta phải để đèn vàng để chúng ta chậm lại. Và thậm chí đôi lúc chúng ta phải tắt đèn, mở đèn đỏ lên để dừng lại. Đừng nói nữa, đừng làm việc đó nữa, để cho mình tĩnh lặng xuống. Cho nên mỗi người phải có cái đèn, ba cái đèn trong cơ thể mình. Ai cũng phải sử dụng cái đèn đó. Thí dụ như sức khỏe mình đã quá kiệt rồi thì phải bật cái đèn đỏ lên để stop. Khi nào khỏe thì green light. Và thậm chí yếu rồi thì phải yellow light. Ví dụ như quý bác lớn tuổi rồi, đi chậm chậm là đèn vàng đó. Thấy không? Rồi thí dụ như bây giờ mình thấy người ta thỉnh, thí dụ như mình đang đi đằng trước, thấy người đó bưng cái nồi nặng quá, thì lập tức mình phải làm gì? Sang một bên, là bật đèn đỏ, là mình dừng green light cho người khác, người ta đi. Cuộc sống là như vậy. Mà chính nhờ cuộc sống như vậy, cho nên sao? Chúng ta mới thấy rằng cuộc đời này còn có cái điểm tựa để chúng ta sống. Vì chúng ta còn có những bậc thiện tri thức như vậy. Và những lúc như vậy đừng có buồn, đừng có thấy gì. Vui lắm là gì? Mình biết sống đó. Mình thấy người ta nặng, mình ý thức. Mình biết sống đó. Mình chưa đến nỗi là mình sống, mình không còn biết ai nữa. Những lúc như vậy là thiện căn có mặt. Nuôi dưỡng cái đó. Cho nên cái trong Kinh Hoa Nghiêm có một phẩm là ly thế gian. Chữ ly đâu có nghĩa là chúng ta phải đi rời nó đi đâu. Sống ngay trong thế gian này mà chúng ta không sống theo cái mốt của thế gian ta sống. Mà thậm chí mình vẫn sống cái mốt đó, nhưng mình biết làm cho cái mốt đó nó tăng trưởng, nó đẹp hơn. Ví dụ như người Việt mình học nấu cà ri của Ấn Độ, nhưng mà nấu xong rồi Ấn Độ ăn khác với mình, vì mình biết pha chế. Mình học cái món spaghetti của Ý, nhưng mình nấu khác với người Ý nấu, đúng không? Người Anh đi qua Trung Quốc học làm trà. Trà là xuất phát từ Á Đông. Học làm trà xong rồi đi về Anh tạo ra những cái tea bag. Như vậy là cái sáng chế cái tea bag á, trà túi đó, mà quý thầy kêu trà giật á, cầm giật lên xuống kia là giật. Đó là sáng chế của người Anh, học từ cái của mình. Người Ý qua Trung Quốc học làm mì, đi về Ý chế ra cách làm mì Ý. Mì là xuất phát từ tàu. Thì ở đây mình cũng vậy. Mình vẫn học, nhưng mình biết biến chế, mình biết làm cho cái đó nó giàu hơn. Cho nên Pháp Hòa nói với mấy em nhỏ đó, các con phải vui là vì mình có hai cái văn hóa: văn hóa Á Đông, văn hóa Việt. Vừa rồi á, khóa tu ở Texas vừa rồi, có một cái gia đình có em nhỏ 14 tuổi, nó sinh nhật. Gia đình mới dẫn lên gặp Pháp Hòa là nhờ Pháp Hòa nói một hai câu với em để cho nhắc nhở vậy đó. Lúc đó cũng 11 giờ khuya rồi.
Thì Pháp Hòa mới suy nghĩ hồi, mới nghĩ ra cái cách nói với nó. Pháp Hòa mới nói mấy con bây giờ như cái cây đang cao, nhưng mà nhớ mà cái cây mà nó cao nó khỏe đó là nhờ cái rễ nó tốt. Cho nên các con có cái rễ, các con có rễ là rễ Việt Nam, rễ của Á Đông, rễ của người Đạo Phật. Thì đừng chỉ lớn cái cây ở trên này mà dưới này mình không có đất, không có vun bón. Nghĩa là mình muốn học cái gì đó mình học, nhưng mình vẫn bồi đắp cái gốc rễ của mình. Mà rễ mà nó vững thì cây nó mới vững được. Rễ mà nó không bám được vào lòng đất thì có ngày nó tróc rễ, cây chết, cây ngã. Chúng ta cũng vậy. Mình phải có một cái rễ Phật Pháp cho vững. Ở đây Pháp Hòa không thuần tí chỉ nói, mình chỉ cần có cái rễ căn lành cho vững thì những cái ác pháp nó không có khả năng nó làm cho mình khuynh động. Thôi thì tối nay mình nói ba thứ trước ha. Nương tựa vào Bồ Đề Tâm, tức là tâm lành của mình thuở ban đầu. Nương tựa vào các bậc thiện tri thức, những người lành tốt nâng đỡ mình. Và nương vào thiện căn của mình. Thiện là tốt, căn là rễ. Chúng ta có cái căn lành tốt thì chúng ta phải tưới nó. Và khi nhìn lại thì chúng ta thấy rằng ai trong chúng ta cũng đều có cái đó hết, chứ không phải là không có. Người đó chưa bao giờ biết đi chùa, không hề gì biết Phật Pháp, nhưng họ thấy người nghèo họ biết thương. Và rõ ràng họ có căn lành mà. Họ biết lời nói lời lành, họ nghĩ lành, họ làm lành, thì làm sao mình dám nói họ không có, không phải là thiện căn được. Thiện căn đâu phải chỉ để dành cho Phật tử brand name đâu, đúng không? Ai cũng có rễ, có tốt hết và căn lành hết. Chúng ta phải tưới cái đó. Được như vậy đó, mình sống trong cái thế gian này, nhưng mà mình vẫn có thể vươn lên. Thân đi trong đời, cởi trên ba đào, bắt một chiếc cầu từ hang địa ngục lên tới cõi trời, mở hội ngàn sao. Sẽ gặp lại đại chúng ngày mai. Thưa đại chúng, là riêng các vị xuất gia hàng năm đều có 3 tháng an cư tu học. Thì ở tại tu viện mình đây á, là hiện tại chúng ta có 13 chúng, tức là 13 vị xuất gia đã đi vào cái thời khóa an cư từ hồi giữa tháng 5, tức là sau lễ Phật đản một ngày. Thì chúng ta đã bắt đầu vào cái thời gian an cư 3 tháng. An cư nghĩa là ở yên một chỗ trong mùa hè, và có đi đâu thì cũng là đi cho những cái công việc cần thiết xong rồi quay về. Còn những cái chuyện đi mà không cần thiết thì trong suốt 3 tháng này phải giảm lại hết, để có thời gian nhiều hơn trong sự tu tập. Ở đây thì hàng ngày, mỗi ngày đã là 4 thời kinh, thì chương trình vẫn giữ như vậy. Buổi sáng là 6 giờ ngồi thiền công phu, 9 giờ rưỡi sáng lại sám hối, hiện nay đang tụng Lương Hoàng Sám, rồi cúng ngọ, qua đường, tức là một cái nghi thức ăn cơm trưa. Buổi chiều thì 2 giờ có lớp học, 4 giờ thì công phu chiều, 7 giờ rưỡi tối là tụng kinh ngồi thiền. Đó là cái thời khóa của các vị xuất gia chúng ở đây trong thời gian an cư 3 tháng. Thì mong rằng quý Phật tử nào ai có về chùa hoặc là công quả hoặc thăm chùa, thì quý vị gặp những cái thời khóa như vậy đó thì mình nên tham dự. Tại vì đó là cái duyên mà mình có được, chứ không phải bình thường. Thật thử ra nhiều khi mình lười, một là mình thích làm việc chơi, hay mình ngồi chơi, hay là mình tới giờ tụng kinh mình không thích lên, tới giờ nghe pháp mình không thích lên. Thì mãi mãi mình chỉ là những người vãng cảnh chứ không có thấm nhập gì hết. Giống như cái cây mà nó chỉ như là cái cây thôi chứ không có thấm nước. Thì mình có nghe, mình có tụng, đọc thì mình mới có thể thấm nhuần những cái lời dạy.
mà thấm nhuần rồi đó thì nó thể hiện trong cuộc sống của mình. Cho nên một người Phật tử đi chùa nhiều mà có thấm hay không đó, là qua cái cách sống của người đó. Nhìn cái cách nói chuyện của họ, nhìn cái cách hành xử là mình hiểu họ là Phật tử đi chùa nhiều hay Phật tử đã thấm nhuần, hai cái nó khác. Một vị xuất gia cũng thế, xuất gia ở chùa lâu năm và xuất gia thật sự có tu, hai cái nó khác. Tại vì xuất gia ở chùa lâu năm thì bất quá mình chỉ có cái độ tuổi đều chiều dày thôi, cái thời gian thôi, chứ còn cái sự thấm nhuần là không có. Quý vị thấy tương hột hay chao, người ta làm người ta phải ủ. Người ta ủ mà khi nào mà viên chao mà nó mềm nó mới ngon. Chao mà đậu hũ mà không mềm thì chao nó cứ ngắt, ăn nó không ngon. Tương hột á, mình hầm đậu mà đậu chưa chín mà đem đi làm tương á thì cũng ra tương hột, nhưng mà ăn nó bùm bụp không ngon. Tương hột là ăn phải mềm. Người tu cũng như thế. Người tu ra là Pháp Hoàng nói chung á, mình có ở chùa và mình có thấm nhuần cái những gì mình học, mình có thật sự ứng dụng trong sự tu thì nó thể hiện qua cái lời nói của mình, cái bước chân của mình, cái hành xử của mình. Cũng giống như ngoài đời thôi, người đó là người hiền hay là người dữ, mình nói chuyện với họ, tiếp xúc với họ mình biết liền. Tại vì sao? Cái người mà sống theo thế gian, tâm không có thuần, ít có đạo đức thì cái lời nói và cái hành xử biết liền. Người tu cũng vậy thôi, bước chân người đó, cái lời nói của người đó, cái cách hành xử của người đó, nó thể hiện được cái thực chất của người tu hay không. Cho nên mình nhìn cái tướng cũng có thể hiểu được nội tâm. Vì vậy mà các vị hay nói là tâm nó sinh tướng, tâm nó sinh tướng. Theo cái câu đó là cái tâm mình như thế nào là cái tướng mình hiện ra như vậy. Và đồng thời á, nói cách khác nữa là gì? Cái tướng đây là những cái hình tướng bên ngoài, cái tướng trạng bên ngoài. Cái lòng mình như thế nào, cái tâm mình như thế nào thì nó thể hiện trong cách sống như vậy. Ví dụ người sạch sẽ, chỗ ở sạch sẽ. Người bê bối, chỗ ở bê bối. Người mà lúc nào cũng gọn gàng, họ làm gì thấy cũng gọn gàng. Thậm chí chỉ lấy cái rổ cắt cái rau thôi, mình thấy cũng gọn. Còn người mà bề bộn, cắt con bó rau tôi thấy tùm lum. Nó thể hiện mặc dù không có tội lỗi gì hết, nhưng mà nó thể hiện trong cái đời sống hàng ngày hết đó. Chứ không có chạy đâu khỏi hết đó. Không có chạy đâu khỏi hết đó. Nhân như thế nào thì cái quả nó hiện như vậy. Nhưng mà có những cái nhân á, bây giờ mình tạo mà sau này mới hiện quả. Nhưng mà cái nhân vừa tạo thì cái quả nó trước mắt. Cho nên nó tại sao mà chúng ta thường phải ngồi thiền, tụng kinh, vân vân. Người tu cũng vậy. Đâu phải 3 tháng mới tu, 9 tháng kia không tu, 12 tháng đều tu hết. Nhưng mà đôi khi á, có 9 tháng kia trong cái tu của mình hàng ngày có, và đồng thời mình có làm việc. Mà hãy làm việc thì việc nó chi phối. Làm việc là việc chi phối. Bất cứ hình thức nào, đi giảng pháp hay là đi tụng kinh, hay là bất cứ hễ có làm việc, có giao tiếp là có sự chi phối. Mà khi mà mình bớt đi những cái công việc thì mình thúc liễm trở lại. Cho nên 3 tháng này người ta thường gọi là 3 tháng thúc liễm. Tức là mình gom nó lại, mình không có để cho nó rong ruổi bên ngoài, bớt lại. Cho nên một trong những cái cách bớt là gì? Cấm túc. Cấm là ngăn cản, túc là cái chân. Cái chân mình là cái chân đi, thì 3 tháng này phải cấm túc, giảm sự đi lại. Mà giảm sự đi lại thì bớt giao tiếp, mà bớt giao tiếp tâm ít đậm. Cho nên các Phật tử về chùa 3 tháng an cư, trong khi mà chư tăng chư ni an cư đó, mình cũng phải theo thời khóa để chi? Để tăng trưởng cái đạo của mình. Và đó là cái cơ hội, chứ đâu phải là mình có được hoài đâu. Tuổi đời thì mỗi ngày mỗi cao, mà thời gian thì không còn, mà chết bệnh thì không biết lúc nào. Cho nên không thể chần chờ được. Mỗi khi mà Pháp Hòa có một cái ý như là mình hơi lười một chút thì Pháp Hòa hay suy nghĩ như vậy. Mình dễ vui, mình giải đãi, lỡ ngày mai này mình không còn thở thì sao?
Nhất là cái bệnh Pháp Hòa là cái bệnh bác sĩ nói trước rồi, một là chết trong giấc ngủ, hai là một buổi sáng nào ngủ dậy thì có thể đứt mạch máu, gọi là bị stroke. Thật ra nhiều khi Pháp Hòa nghĩ rằng cái sự chết của mình và cái sự mình bệnh hoạn đây không biết tới lúc nào. Mà khởi lỡ khởi một cái tâm niệm mà khởi một cái tâm niệm mà buồn phiền ai đó thì tự nhiên mình thấy thôi không cần thiết nữa. Cuối cùng là ai cũng phải ra đi, mà sao mình không để lại cái tâm niệm, cái cách sống của mình làm sao để cho nó đẹp. Cho nên mình đến cuộc đời thì này ai cũng đến hết, nhưng mà đến để làm gì? Đến rồi đi. Ai cũng đến để rồi đi. Quý vị nhớ cái câu hát không? Dù đến rồi đi, tôi cũng xin tạ ơn người, tạ ơn ai. Vậy thì trong cuộc đời này mỗi ngày chúng ta đều phải mang cái tâm niệm nhớ ơn. Nhớ ơn để mình sống tốt. Ví dụ nhớ ơn cha mẹ để mình sống cho đàng hoàng, không làm cha mẹ buồn. Nhớ ơn thầy, mình phải sống cho tốt để không phụ công lao thầy dạy dỗ. Nhớ ơn những người đã giúp đỡ cho mình để mình không làm cho người ta thất vọng. Người ta nuôi mình để mình sống tốt, chứ đâu ai nuôi mình mập thay để làm chuyện xấu đâu. Cho nên đó, ngày nào, sáng nào tụng kinh, người xuất gia cũng phải lễ những cái ơn đó. Nhất là ơn của đàn na tính thí. Cho cái câu mà mỗi ngày mình phục nguyện á, thuốc thang, cái bài nguyên văn là thuốc thang giường chổng, Pháp Hòa xin sửa lại là thuốc thang thực phẩm, đều do sự nhín ăn bớt mặt của tính thí đàn na. Phật tử không nhín ăn bớt mặt làm gì tới phiên các thầy các cô được hưởng. Thì các cô, các thầy các cô hưởng được cái quần, cái áo, cái y phục, thuốc men, thực phẩm hàng ngày, cuộc sống coi như là tạm ổn. Không phải do Phật tử thì do ai? Mà nếu mà mình thọ cái ơn đó mà mình không nỗ lực mình tu thì quả thật là một phụ, một cái công ơn của Phật tử rất lớn. Chứ mình không cho phép mình dễ vui, không cho phép mình buông lung. Vì đó là mình phụ, trước hết là phụ cha mẹ mình cho mình đi tu, phụ bản thân mình bỏ cả cuộc đời vô chùa ở, phụ thầy mình đã tiếp dẫn mình, phụ đàn na Phật tử. Rốt cuộc chỉ một phút giải vui của mình, một phút phiền não của mình mà mình đã phụ biết bao nhiêu cái ơn. Cho nên không được. Đâu phải 3 tháng mình mới tu, nhưng 3 tháng này là 3 tháng mình phải hạ thủ cho nhiều một chút, để mà trao dồi. Pháp Hòa ví dụ á, hôm nào quý vị có nửa ngày nghỉ mà quý vị lấy một cuốn sách ra quý vị đọc coi, dù quý vị đọc được có một chương thôi, tự nhiên ngày hôm đó quý vị thấy tâm trạng mình khác liền. Tại vì hôm nay mình đã được có một cái gì đó mới mẻ do cái lời dạy trong tâm mình. Cho nên cái cơ duyên mà chúng ta có được không phải dễ. Những cái điều Pháp Hòa nói đây, đại chúng sắp sửa nghe trong kinh Pháp Cú, câu thứ 97: không tin hiểu vô vi, người cắt mọi hệ lụy, cơ hội tận xả ly, vị ấy thật tối thượng. Ở đây là cái trường hợp đó, Đức Phật nói một vị mà chứng quả hay đạt tới cái địa vị gọi là không còn phiền não đó, thì cái người này là cái người không tin. Cái chữ không tin là không phải là không tin gì hết nha. Chữ không tin là gì? Không tin theo những điều tà quấy, không tin theo những điều lệch lạc, hay nói cách khác là sự giác ngộ không ai cho mình mà phải tự mình nỗ lực lấy. Đấy, thầy dạy mình mỗi ngày, Phật, lời Phật dạy quá trời trong kinh sách, nhưng mà nếu mình không nỗ lực mình tự tu, ai cho mình được cái đó? Cho nên không có cầu cảnh bên ngoài, mình phải tự nỗ lực. Pháp Hòa hay ví dụ á, thậm chí người nào mà thương mình quá, không cho mình làm gì hết, đút mình một muỗng cơm ăn, thậm chí không cần mình phải tự tay mình ăn, tâm mốm cho mình luôn, nhưng cuối cùng mình phải làm một cái việc là gì? Nuốt. Anh không nuốt lấy gì anh nói? Nghĩa là bất tận cùng, bất cứ ai làm gì cho mình cũng phải có một cái việc làm cần thiết nhất, đó là mình nuốt đi cái miếng cơm đó
mình mới no được. Mình không nuốt mình không no. Cho nên cái câu mà không tin đây á, nghĩa là không tin gì, không phải là không tin gì hết, mà không tin rằng ai có thể làm được gì cho mình. Phải bà nhớ có một cái bài thơ mà được phổ nhạc á: đừng mong ai cho mình hòa bình, đừng mong ai cho mình hạnh phúc, vì tình nào thân thương hơn ta đâu. Đâu có tình nào bằng tình của chính mình. Không có cái, còn tất cả những bên ngoài. Đó, ví dụ thôi, bây giờ quý vị thương Pháp Hòa, quý vị cho Pháp Hòa quần áo, cơm ăn, thậm chí thuốc men. Nhưng nếu Pháp Hòa không tự uống thuốc thì làm sao mà hết bệnh? Cho nên quý vị có thể cho Pháp Hòa tất cả, nhưng nếu Pháp Hòa không làm được cái việc mà mình uống thuốc thì lấy gì hết bệnh? Cũng như thế. Cho nên trong này nói không tin, hiểu vô vi. Hiểu vô vi là hiểu gì? Hiểu cái chỗ mà không còn tạo tác. Thưa đại chúng, cuộc sống của chúng ta, chúng ta thường tạo tác mỗi ngày. Tạo tác là gì? Mình create. Nhưng mà quan trọng là mình đủ chánh niệm để mình tạo nghiệp xấu hay là mình tạo nghiệp thiện. Cho nên cái chỗ vô vi là chỗ không tạo tác, mà không tạo tác những nghiệp bất thiện. Tại vì người này đã có được cái tự tin, có được cái trong sáng nơi mình, không tạo nghiệp. Có nhiều khi á, mình tạo nghiệp mà vì ai đâu, không, không phải vì mình. Ví dụ quý vị đọc trong Lương Hoàng Sám đi. Ở trong cái Lương Hoàng Sám nó có một cái đoạn á, các vị có chức sắc á, vì tham lợi dưỡng, vì làm cái này làm kia, rốt cuộc cái chỗ tạo nghiệp là mình. Có nhiều vị thích đi câu cá, nhưng mà câu cá không có ăn, câu cá đem cho người khác ăn. Chỗ này chỗ tạo nghiệp nè, tự nhiên tự tạo nghiệp sát sinh để rồi cho người khác ăn. Người khác ăn mà mình lại chịu tội, tại sao mình làm vậy chứ? Thì cũng như thế. Cho nên á, không tin hiểu vô vi, người cắt mọi hệ lụy. Cái người này có khả năng cắt hết mọi những cái vướng bận. Chữ hệ là cột, chữ hệ nghĩa là cột, chữ lụy nghĩa là mình bi lụy, mình chìm theo. Thí dụ mình có một cái đôi giày mang rất là êm chân, thích đôi giày đó quá, mà khi nào mà mất cái đôi giày này chịu không được. Bất cứ đôi giày nào mình mang vô, mình cũng cảm thấy nó không vừa ý mình hết á. Này, cái đôi giày này là mình hệ nó rồi và mình lụy nó rồi. Người thân cũng vậy, cuộc sống cũng vậy. Cái gì mình cũng có, chẳng hạn như mình có cái phone nè, nhưng mà giờ có cái phone rồi bắt đầu hệ cái phone, rồi lụy cái phone. Bây giờ gần như sống không có cái phone, sống không nổi vậy. Đi đâu mà không có cái phone chịu không nổi. Thậm chí bất cứ ngồi ở đâu, vừa ngồi xuống là dở cái phone ra cái đã. Thậm chí ngồi nói chuyện với người đối diện mà không có nhìn ta, dở cái phone là rà tới rà lui coi có ai nhắn gửi gì không, mà trước mặt mình là một người đang còn sống đây. Đó là cách sống hệ lụy đó. Cho nên mình, vì mình sống như vậy cho nên sao? Cái cơ hội mà tận và cơ hội để xả ly không có. Để Pháp Hòa ví dụ ha. Thí dụ hôm nào mình đi tới đâu, cái phone mình nó hết pin. Mình hỏi cho chỗ này có cái chỗ cho tôi sạc phone không? Nó dạ không có. Thay vì mình khó chịu, mình suy nghĩ đi. Bây giờ cái phone mà hết pin là cái cơ hội để mình làm gì? Khỏi xài phone. Thôi cất cái phone vô đi, để mình đầu tư thời gian của mình 100% vào công việc này. Có cái phone nó vướng bận quá. Mình đi tới đâu cũng hỏi internet, mà lỡ chỗ đó không có internet thì làm gì? Đây là cái cơ hội để mình cắt mọi cái hệ lụy. Vì vậy cho nên á, nhiều khi trong cuộc sống á, có một cái gì đó nó giảm đi, đó là một cơ hội để mình làm. Pháp Hòa có nhiều Phật tử á, bận rộn công việc lắm, tự nhiên một ngày nọ bệnh. Bệnh một cái rồi là công ăn việc làm dừng lại hết. Thì quý vị nói với Pháp Hòa là: thôi con coi đây như là cơ hội để con trở về con lo tu. Tại vì thường thường con người mình dễ kiếm tiền đường kiếm mà không bỏ lỡ cơ hội. Sống làm được gì là không bỏ cơ hội. Nhưng mà mình
Nhưng mà những cái lúc mà nào mà nó ngăn chặn lại, nó không có cơ hội thì thôi nha. Chẳng hạn như quý vị mà đi shopping, lỡ bỏ quên cái thẻ trong tô ở nhà rồi, thôi cái cơ hội để mình khỏi xài tiền, không có bực bội. Không có bực bội. Rồi nếu mà cái duyên nào mà nó đến, người đó không còn gần gũi với mình nữa, thôi cũng cơ hội. Có nhiều khi mình chơi với bạn á, bạn bè nhiều quá rốt cuộc cũng làm được gì hết trơn, tối ngày cứ đi chơi rồi nói phone rồi vậy hoài, muốn dọn nhà cũng không dọn được, tại vì muốn dọn nhà cuối tuần này định dọn nhà cái ta phone ta rủ đi chơi, mà ta rủ đi chơi cái tự nhiên cái câu mình nói thôi cơ hội còn diện nhận dọn nhà mấy hồi, mà trong cuộc đời này đó ngày nào tuần nào cũng có cơ hội hết đó, nhưng mà mình lại không có một cái cơ hội dọn dẹp nhà của mình. Tuần nào cũng iPhone rủ mình đi đâu hết, tự mình nói với mình đây là cơ hội. Cho nên hồi Covid, Pháp Hòa hoàn toàn không khó chịu không gì hết, vì Pháp Hòa nghĩ rằng cơ hội Pháp Hòa ở nhà làm những việc mình muốn làm. Có rất nhiều việc mà mình bị đình trệ do cái công việc nó lôi cuốn. Nhưng mà khi có gì nó hoàn toàn không nhúc nhích được, Pháp Hòa cũng không sao. Tại vì mình còn rất nhiều việc để mình có cơ hội để mình gì xả ly và đoạn tận. Cho nên đại chúng nên để ý chỗ này rồi mình ứng dụng trong cuộc sống hay lắm. Ví dụ muốn đi chơi ở đâu đó cái ra không có xe, có cớ để làm gì? Thôi, có xe mà không đi khó chịu lắm. Mà giờ thật sự không có xe để đi, toàn tâm toàn ý cắt đứt đoạn tận, không hề lụy. Cho nên nhiều khi một cái duyên này nó hết để cái duyên kia nó mở. Cho nên hai câu này nó đi với nhau. Người cắt mọi hệ lụy, cơ hội tận xả ly. Cái cơ hội là gì? Là cái chance. Cái chance để mình làm cái việc đó, cái cơ hội. Vị ấy thật tối thượng. Câu chữ 98, làng mạc hay núi rừng, làng mạc hay rừng núi, thung lũng hay đồi cao, La Hán trú chỗ nào, đất ấy thật khả ái. Cái câu này đơn giản thôi. Tại vì có một cái vị tỳ kheo ở nhà, ở tịnh xá để lo công việc, chăm sóc đại chúng đi hết, thì tự nhiên những người khác người ta cảm thấy tội nghiệp. Người ta thấy cảm thấy tội nghiệp, nhưng mà Đức Phật biết được cái tâm niệm của họ, cho nên Đức Phật nói đừng có lo, đừng có nghĩ rằng những người ta sống một mình ta đau khổ, ta buồn. Có nhiều Phật tử đi lên chùa, thấy mấy thầy nhiều khi ở trên chùa có một mình làm việc, hỏi trời ơi dám ở một mình hả, gặp tôi sợ chết. Không có nói được cái câu gì nghe cho nó khuyến tấn lên hết á. Nhưng mà người đó người ta đâu có bị mình hù dọa gì đâu, tại vì bản thân mình á, lúc nào mình cũng phải có người hết á. Nhưng mà cuối cùng chết cũng chết mình, không ai chết theo đâu. Cho cái chuyện mà mình cô đơn một mình là chuyện chắc chắn thôi. Người thân mình mà gào thét lên, đừng bỏ em một mình, trời lạnh lắm, trời lạnh lắm anh ơi. Nhưng mà nếu mà ông thầy bói ông nói coi chừng nghe, người thân này chết có thể lôi chị theo, lôi anh theo, thầy có cách nào thầy ếm không? Nghĩa là mình nói vậy thôi, nhưng mà mình biết rằng hễ cái chuyện đó nó sẽ đến mình là bắt đầu mình lập tức tìm mọi cách ngăn chặn lại, lấy bùa chấn luôn. Cho nên á, mình thấy một người mà người ta ở trong chùa một mình mà người ta không có buồn gì hết đó, người đó có khả năng gì? Làng mạc hay rừng núi, thung lũng hay đồi cao. La Hán là ai? La Hán là những người sống không còn phiền não. Người đó đó ở chỗ nào đất ấy cũng trở thành ra đất an lạc hết. Hồi nãy thầy Chân Đạn thầy kể lại cái câu chuyện của thầy đó. Thầy cảm thấy lâu lâu cái nỗi cô đơn nó trồi lên. Đi lên gặp thầy hỏi thầy ơi con cô đơn quá. Pháp Hòa mới hỏi vậy chứ, con thấy thầy có cô đơn không? Mấy chục năm nay thầy có cô đơn không? Thầy hoàn toàn không cô đơn, có thể thầy cô độc. Quý vị nhớ là cô độc khác, cô đơn khác nha. Cô độc á là gì? Là alone. Còn cô đơn là lonely.
Cô độc là mình ở một mình, còn cô đơn là cảm giác, là cái feelings. Thì cái feeling của mình là lonely, but actually mình không có lonely. You are not lonely at all. Nhưng mà tại mình cứ nghĩ mình lonely, vì vậy mình mới sợ lắm. Em không muốn lên trời. Lên trời hai đứa hai nơi. Thôi em chỉ muốn làm người trần gian, ôm chùm chết chùm. Cho nên người tu mà còn sợ cô đơn, làm sao tu? Thậm chí ngủ mà còn ngủ trên cái đơn mà. Người tu là không kêu cái giường nha. Cái chỗ ngủ của người tu gọi là cái đơn, chứ không kêu là cái giường. Cái đơn là gì? Là cái chỗ ngủ một mình. Cho nên cái giường của người tu là không có double, single bed thôi. Cho nên nếu mà mình lên Tây Thiên mình ở một mình, thầy nào cô nào mà còn sợ ma thì chưa phải làm tỳ kheo được. Nó chợ ở trên này ma, ở mình ma không. Nội cái sợ ma không mình cũng thành ma rồi. Chỉ tưởng ma không, không ai thấy ma đó làm sao. Cứ ngồi tưởng riết thành ma, tự nhiên mặt mày mình nó ủ dột ra. Cho nên có một vị tỳ kheo, quý vị nhớ, sống ở trong chùa, ngồi thiền vậy nè, mà bị gì cái chùa nó gần cái quán cà phê. Rồi thôi, ngày nào quán cà phê cũng mở nhạc tình hết á. Ông ngồi trong này mà ông đau khổ quằn quại theo những bản nhạc đó. Ông cũng đau khổ vậy. Có một chư thiên xuất hiện, nhắc nhở ông. Cho nên làng mạc hay núi rừng, làng mạc hay rừng núi, thung lũng hay đồi cao, La Hán trú chỗ nào, đất ấy thật khả ái. La Hán là người đoạn được những cái phiền não, cắt đứt mọi cái hệ lụy. Cho nên mấy mươi năm nay quý vị thấy là quý thầy bây giờ tu còn sướng nha, có huynh có đệ nha, có đồng trang lứa nha. Còn thời Pháp Hòa là có ai? Không có một người nào. Mà những năm tháng đầu tiên mà tu viện, từ lúc thành lập cho đến xây cái tu viện này, Pháp Hòa một mình mà làm tất cả việc. Đấy, tất cả hình vong thờ ngày xưa tự một mình làm. Cái thư viện Pháp Hòa làm, tự một mình Pháp Hòa làm. Sách vở Pháp Hòa làm danh sách. Rồi băng giảng những cái căn cassette thời đó, làm lê bồ đàng hoàng. Không bao giờ có sự cô đơn, tại vì lúc nào mình cũng có công việc. Không phải mình tìm việc để mình quên buồn, không phải. Mà mình rất là enjoy những cái công việc đó. Hồi đó đi học á, cái thời đó đi học á, chính phủ cho mỗi học sinh lên lớp 10 được mấy trăm. Pháp Hòa đâu có biết cái vụ đó đâu. Cả gần 6-7 tháng đâu có xin. Cái mấy đứa bạn nó biết, nó xin giùm. Thì ba chính phủ cho lại 6 tháng về trước. Lãnh cái check bự quá trời. Quý vị, cái check đầu tiên đó Pháp Hòa làm gì? Đi mua một cái máy thâu băng cassette hai bên. Bây giờ cái máy đó chùa vẫn còn giữ đó. Mua cái máy đó làm gì? Mỗi chiều đi học về, ngồi sang băng giảng cho Phật tử. Thời ba còn băng cassette đó. Rồi Pháp Hòa học làm cái cách làm cái label để mà để vô. Bây giờ những ai mà còn những cái băng cassette đó, để tu viện Trúc Lâm, rồi có bài thơ rồi đàng hoàng, đó là Pháp Hòa làm. Làm với ai? Làm một mình. Nếu mà mình có cái tâm cô đơn, không tu tới bây giờ nổi đâu. Tại vì sao với ông? Buồn quá, làm gì phải có bạn hết á. Nhưng mà trong kinh dạy rồi, thà sống một mình, không làm bạn với người không chung hướng. Tổ Huyền Giác cũng xác định, thường độc hành, thường độc bộ, đạt giả đồng du niết bàn lộ. Sống một mình mà cái người mà cái trí giả mà có đạt được cái chỗ tu hành rồi á, đó là niết, đó là con đường niết bàn của mình. Nếu mà huynh đệ mình có để mình cùng hướng đi một chung, chứ còn có để mà kéo nhau, rị nhau trong cái thay vì mình có huynh đệ để mình sống tốt hơn, thăng tiến hơn, mà huynh đệ để mà rủi kéo nhau lùi thua bước thì cái đó không nên. Cho huynh đệ để cùng thăng tiến. Cho nên người xưa cũng dạy mình á, tam nhân đồng hành tất hữu ngã sư. Ba người đi với nhau phải có một người làm thầy mình.
Tại vì người đó sẽ cho mình những lời hay lẽ phải. Còn mình mới vừa định đi tu lên tụng kinh, tụng chi, ngày tụng lần được rồi, tụng hoài có kết quả gì đâu. Nghe có lý quá, thôi ghệ ngồi pha trà uống chơi. Cho nên có những thiền viện ta thấy được chúng, các vị tổ sợ chúng cứ dính mắt với nhau cái thời gian vậy. Sư huynh ơi đừng ngủ nữa, dậy đi học tiếng chữ Hán, dậy đi học tiếng Anh, dậy đi học tiếng Pháp. Mặc dù trước kia ngài cũng đề cử tình huynh đệ, mà thấy giờ có bộ hơi đậm quá, bắt đầu ngài phải có pháp môn khác. Cho nên chú thầy, chú Trung Chánh lúc đó lên gặp quá, thầy ơi con cô đơn quá. Bộ thầy, con nghĩ thầy không cô đơn à? Thầy không có cô đơn. Thầy có kinh sách, thầy có việc làm. Thưa đại chúng, thời gian của bà không có. Nội trong cái tháng này không là 1400 cái email chưa trả lời hết. Tháng này thôi. Mà đi giảng là thì giờ đâu mà trả lời. Về tới nhà công việc nó bao vây khách khứa. Nhiều khi tối về là muốn trả lời một cái email mà không còn sức để trả lời. Cho nên bất cứ giờ phút nào có được trả lời đây không phải gì, 90% mail đau khổ. Mà mình trả lời được một cái mail nào cho ai á, trong lòng nó nhẹ lắm. Tại vì mình thấy mình làm được một việc gì cho ai đó. Rồi Phật tử, bao nhiêu người có hữu sự, Pháp Hòa cố gắng để mình đáp ứng hết những cái gì mà Phật tử mong mỏi. Mà làm được việc gì cho ai, Pháp Hòa mừng lắm. Đó, như chú Phật tử ở Uredia mới mất. Lúc mà chú bệnh là Pháp Hòa đang ở Mỹ. Mà Pháp Hòa hứa đó, khi Pháp Hòa từ ở phi trường về tới phi trường rồi, từ ở Mỹ bay về phi trường, thì Pháp Hòa sẽ nhờ mấy thầy chở thẳng xuống Uredia để mà thăm và khai thị cho chú lần cuối. Ở trên đường về thì sửa soạn ra phi trường thì người nhà báo chú đi rồi. Mà cũng may phước là chú về, chú mất ngay cái lúc mà Pháp Hòa đang có nhà để lo tang lễ cho chú. Cho nên Pháp Hòa làm được gì cho Phật tử, Pháp Hòa vui lắm. Tại vì mình thấy rằng, cho nên các vị hay nói cảm ơn, mà nói không, đây là cái phước của Pháp Hòa. Cái phước Pháp Hòa là Pháp Hòa được làm những gì cho người khác. Chứ quý vị không cần cảm ơn. Làm được gì cho ai, mình phải thấy rằng đó là cái phước của mình. Tại vì sao? Mai mình chết mình làm gì? Lỡ mai mình nằm xuống mình bệnh thì mình còn làm được gì? Cho nên làm được gì cho ai sẽ làm. Trừ khi nào hết siêu quách thôi. Không còn thời gian, không còn sức lực thôi. Cái tuần đi giảng ở bên Texas vừa rồi, quý vị biết Pháp Hòa gần coi như là 2 ngày đêm không ngủ. Nói rỉ rả mà từ 5 giờ sáng chủ nhật cho đến 5 giờ sáng của ngày thứ hai hôm sau. Rồi ra phi trường luôn. Rồi về tới nhà một cái ngồi xuống bàn làm việc tiếp tới 5 giờ sáng của ngày hôm sau luôn. Nhưng mà cái tâm lực của mình. Cho nên sức lực không bằng tâm lực. Cái tâm mình nó có thể làm chủ tất cả. Vì vậy cho nên kinh Pháp Cú mở đầu cái câu đầu tiên nhất: tâm làm chủ tạo tác. Nếu nói hay hành động với tâm tư ô nhiễm, khổ não sẽ theo ta. Còn tâm làm chủ tạo tác, nếu nói hay hành động với tâm tư thanh tịnh thì cái phước báo sẽ theo ta. Tùy mình chọn. Cho nên cái chỗ luân hồi của mình đó, không phải ai đẩy mình đâu. Do cái tạo nghiệp của mình đó, cái cách mình sống nó đẩy mình đi thôi. Cho nên á, nếu Pháp Hòa nói ví dụ ha, mình là cái người mà chỉ lo học thôi, cho dù mình rớt vô cái trường mà học sinh nó không lo học, mình cũng ráng học. Tại vì mình cái tâm mình thích học. Còn cái người mà mình mà buông lung rồi á, đưa mình vô cái trường mà người ta lo học, mình cũng dễ vui, mình buông lung. Cho nên cái quan trọng là mình phải luyện cái tâm của mình. Khả ái thay núi rừng, chỗ người phàm không ưa, vị ly tham ưa thích, vì không tìm dục lạc. Cái câu này nghĩa là gì? Vui thay
Khi ở núi rừng á, chỗ mà người đời không thích thì chỗ đó lại cái người tu thích, và chỗ người đời thích á, người tu không thích. Thí dụ như đó, giờ lên Tây Thiên người phàm đâu có thích, trời ơi buồn quá, gì đâu mà cả ngày không thấy bóng dáng ai hết trơn, gì đâu mà cả ngày không nghe tiếng xe. Nhưng mà người nào mà thích tu ở trên đó thích. Đừng nói chi Tây Thiên nội Trúc Lâm đây, ngay phố đây đó. Và vị nào mà không thích vô ở đâu có nổi. Người nào thích lên ở chùa yên lắng thích. Cho nên chỗ nào mà đây, chỗ người phàm không ưa, vị ly tham ưa thích. Ly tham là gì? Không còn đắm đuối gì nữa, không còn mong cầu gì nữa. Có những Phật tử á, từ xa đến đây, trái hoài nói ở Edmonton thì không có gì để thăm, chỉ trừ có cái mò West Edmonton Mall. Quý vị có muốn đi thăm không? Thôi, shopping tụi con đi chán rồi. Mặc dù nghe tiếng nó nổi tiếng đó, nhưng không đi. Có những vị đến đây không cần đi mall. Tại người ta đâu có còn ham muốn gì nữa. Ta ở bên kia người ta đi chợ, người ta đi xứ của người ta thì shopping thiếu gì. Chỉ bất quá mình đây nó gom vô một chỗ thì nó lớn, được đi có cái chỗ lớn vậy thôi. Chứ còn shop nào cũng giống shop nào. Mà đi shop là tốn chứ. Shop nhỏ tốn theo nhỏ, shop lớn theo tốn theo lớn, shop nổi tiếng trả tiền theo sự nổi tiếng. Mua quần jean nguyên lành lặn mắt mặc cái giá nó khác, mua cái rách tả tơi giá nó khác. Mà bây giờ cái rách tả tơi là cái mốt mắc tiền hơn. Cho nên cái người ly lìa rồi. Cho nên cái chỗ mà ngồi thiền mày mình chứng được đầu tiên là gì? Sơ thiền là gì? Ly hỷ ly lìa. Sơ thiền là lìa, là liền được cái vui. Lìa cái gì? Lìa cái tham dục, lìa cái ly, lìa cái ác pháp. Đại chúng phải nhớ, mấy bạn hay nhắc nha, người tu mình vẫn còn muốn nha, nhưng mình muốn để mà mình sử dụng, còn mình hơn những cái gọi là tham. Cho nên nhu cầu chứ không có tham cầu. Cái nhu cầu của mình là ăn mặc đời sống hàng ngày tốt vừa đủ. Cho nên khả ái thay núi rừng, chỗ người phàm không ưa, vị ly tham ưa thích. Vì không tìm dục lạc, không có tìm cái dục lạc gì nữa. Cho nên người tu, chữ tu ở đây là gì? Là mình trở về. Cho nên đi tu là một sự trở về. Trở về gia đình mình, trở về nội tâm của mình. Mình đi đâu rồi? Mình muốn đi về nhà thôi. Nhà mình dơ sạch gì là nhà của mình, rồi từ từ mình dọn dẹp. Người tu cũng vậy. Tu là phải trở sự, mình có đủ khả năng để trở về với chính mình. Khi nào mình đang buồn tức, mình phải trở về được với cái trạng thái buồn tức của mình, để chăm sóc cái buồn tức đó, mà không để cho cái buồn tức đó nó tung hoành, nó làm chủ mình. Thì như vậy á, thì mới gọi là cái người biết đi, biết điều phục cái tâm. Biết điều phục cái tâm. Tại vì cái tâm mình đó, nó phóng dữ lắm. Thôi thì hôm nay chúng ta học liên tiếp 3 câu kinh, có hơi lố giờ một chút, nhưng vì Pháp Hòa muốn cho nó hoàn tất cái phẩm kinh, phẩm hiền trí mà chúng ta đang học, để tuần sau mình qua cái phẩm khác. Còn 3 câu cuối thôi của cái phẩm này. Thì mong đại chúng hoan hỷ, chúng ta học xong 3 câu này, nó liên hệ với nhau. Và 3 cái câu này á, cũng chỉ nói lên một việc thôi, là cái người mà sống mà lìa được những cái dính mắc hệ lụy phiền não khổ đau, thì vị đó dù bất cứ ở đâu, núi rừng làng mạc hay trong chùa vân vân, đều bình an hạnh phúc hết. Giờ quý vị thấy các thầy trẻ nó trò tội nghiệp quá ha, tội gì? Người ta đang hạnh phúc đấy chứ. Nhưng mà cái người trẻ, người tu, ta nhìn tội quá, lật đật cả ngày. Nhưng mà nhiều khi mình lại khoái vậy đó. Cho nên có những vị đã tu rồi nhưng mà không còn tiếp tục được con đường tu, thì bây giờ mình ra ngoài thấy tội quá. Người tu cũng lật đật vậy, nhưng mà lật đật trong chánh pháp. Làm gì làm, rốt cuộc tối ngày mình cũng tiếp xúc với lại Tam Bảo, Phật Pháp Tăng. Quá trời người tới thăm, nhưng mà nói gì? Nói chuyện Phật Pháp không? Ta tới ta hỏi này hỏi kia, chứ đâu phải quá trời người nói Thầy bữa nay vàng lên hay vàng xuống, tiền đô bữa nay nhiêu. Đâu có ai vô chùa hỏi thầy nó làm chi. Cho nên có lật đật đi nữa thì cũng vòng vòng trong chánh pháp.
Chờ Pháp Hòa rất bằng lòng. Nếu mình có làm việc đi nữa, mình tin một điều, mình biết một điều rằng cái cuộc đời của mình nó có bận rộn như thế nào cũng không rời ba ngôi Tam Bảo. Cho nên nguyện đời đời sanh ra luôn được gặp Tam Bảo. Nếu mà đời này mình tu không xong, phải không, kiếp sau mình trở lại ráng sao gặp được Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Chỉ sợ không còn gặp Pháp gặp Tăng, thật Phật thì mình không dám rồi. Tại vì mình đã cách Phật quá lâu rồi. Lúc nào mình còn được gặp những người thiện tri thức, những lời dạy trong sáng cho mình, đó là cái phước của mình. Và ngày nay quý vị thấy không, cái lời dạy trong sáng nó nằm hằng hà ở trên YouTube, nhưng mấy người vô coi. Mà coi xong rồi mấy người tiếp nhận, hay là mình chỉ tiếp nhận những cái gì đó mà để rồi mình tạo cái nghiệp, tùy theo cái chỗ tâm mình hướng. Chúc đại chúng an lạc cuối tuần.